Xin chào các bạn, video này Diệu sẽ giới thiệu với mọi người 400 câu giao tiếp mà người Đài Loan và người Trung Quốc sử dụng nhiều nhất. Xem xong video này, nhất định bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Diệu nói đùa vậy thôi, thực ra kiếm được nhiều tiền hay không thì Diệu không dám chắc. Nhưng mà Diệu chắc chắn là các bạn sẽ giao tiếp thuận lợi hơn, công việc sẽ trôi chảy hơn khi giao tiếp với người Đài Loan và Trung Quốc trong công việc, để làm ăn hoặc là kinh doanh buôn bán. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Hồi lại là bạn về nhà hoặc là đi học về, đi làm về, chúng ta sẽ nói như thế. Hồi lại có nghĩa là về, trở về. Hồi lại là người Đài Loan thì sẽ nói là lái, còn người Đại Lục thì sẽ nói là lại. Hồi lại là. Tôi hiểu rồi. Mình bạn có nghĩa là hiểu. Khi ai đó giải thích cho bạn một vấn đề gì đấy, bạn nghe hiểu rồi, ok, thì bạn sẽ nói mình bài là. Người Đài Loan họ đọc là mình bài, còn người Đại Lục, Trung Quốc Đại Lục họ sẽ nói là mình bài. Mình bài là. 相信我, có nghĩa là tin tưởng. 相信我, tin tôi đi. Khi thuyết phục ai đó tin bạn một điều gì, chúng ta sẽ nói câu này. 相信我, tin tớ đi, tin em đi. 没问题, có nghĩa là vấn đề, câu hỏi, có hai nghĩa các bạn ha. 没 là không, 没问题, không có vấn đề gì hết. Ví dụ, mai cho tao mượn 200 nha, 没问题. Tháng sau, cho tao mượn 100 triệu nha, 没问题. Không, cái này các bạn đừng nha. Rằng có nghĩa là để, lái ở đây có nghĩa là làm. Rằng ở lái có nghĩa là để tôi, để em. Ví dụ, bạn đến nhà đồng nghiệp chơi và thấy đồng nghiệp đang bận làm gì đó. Rằng ở lái, để em làm cho, để con làm cho. Ví dụ như thế. Wo fan dui, fan dui có nghĩa là phản đối. Wo fan dui, tôi phản đối đấy. Không đồng tình với việc gì chúng ta sẽ nói là 我反对. Hẳn可能 có nghĩa là khả năng. Hẳn可能 rất có khả năng, có thể làm chứ. Ví dụ, ai đó tám với bạn là thấy hai người kia, một nam một nữ, suốt ngày đi với nhau cặp kè, chắc chắn là hai người này có cái gì đó mờ ám, hoặc là có thể là đang hẹn hò với nhau. Xong mình đồng tình, hẳn可能 rất có thể. Phang sông bạc, phẳng sông có nghĩa là thư giãn. Phẳng sông bà, cứ thư giãn đi. Ví dụ, bạn đang ở trong một văn phòng công ty và sếp chuẩn bị đến để kỷ luật mấy bạn hôm nay vì làm sai việc gì đấy. Và trong đó có bạn, cho nên bạn rất là sợ mà sếp sắp đến rồi. Và đồng nghiệp của bạn động viên bà, phẳng sông bà, thư giãn đi, thoải mái đi. Bài thua có nghĩa là làm ơn, làm phước. Bài thua là làm ơn đi mà. Chúng ta năn nỉ ai đó làm gì giúp chúng ta, hoặc giúp đỡ, hoặc là nhờ vả, hoặc là xin xỏ cái gì đấy, chúng ta sẽ dùng từ bài thua. Bài thua, làm ơn đi mà. Xào chi quẻ, xào chi. Các bạn lưu ý chi chúng ta bật hơi mạnh ha. Xào chi có nghĩa là keo kiệt, bủn xỉn. Quẻ tạm dịch là đồ hay là kẻ. Xào chi quẻ, đồ keo kiệt, kẻ bủn xỉn. Ví dụ, bạn thấy một đồng nghiệp mà suốt ngày được người khác mời đi ăn nhưng mà chả bao giờ mời ai đi ăn hết. Các bạn có thể nói xấu sau lưng là xào chi quẻ, cái đồ keo kiệt, cái đồ kỳ bo. Zǎmě, đọc là thanh nhẹ ha. Zǎmě có nghĩa là sao, làm sao, như thế nào. Câu zǎmě thường dùng để hỏi han ai đó. Ví dụ, bạn đến văn phòng và thấy đồng nghiệp của mình đang ngồi một cục buồn rầu, sao bạn lại hỏi là zǎmě, làm sao vậy, có làm sao không. Hoặc là bạn của bạn đi xe và bị té, bạn có thể hỏi thăm là zǎmě, có làm sao không. Các bạn có thể hỏi thăm theo cách này. Và đây là câu cửa miệng mà người Đài Loan với người Trung Quốc dùng rất là nhiều nha. Zǎmě. Màn mà lái, màn có nghĩa là chậm. Màn mà là hình thức trùng điệp lặp lại thôi ha. Màn mà lái tức là cứ từ từ mà làm, không cần vội, từ từ thôi.
mà lại bạn thấy ai đó đang rất là căng thẳng, đang rất là hồi hộp để chuẩn bị làm việc gì đấy, hoặc là đang làm mà cứ chân tay cứ luống cuống, thì bạn cứ động viên họ là mà lại từ từ thôi, không cần vội đâu, cứ nhẹ nhàng thôi. 我记得，记得 có nghĩa là nhớ, tựa chúng ta đọc ở thanh nhẹ các bạn ha. 我记得, tôi nhớ, tôi còn nhớ. Ví dụ bạn gặp lại một người quen cũ và họ hỏi bạn là em có còn nhớ anh là ai không, mình trả lời là 我记得, em nhớ chứ, em còn nhớ. 我同意，同意，同意 có nghĩa là đồng ý, tán thành. 我同意, tôi đồng ý. Chúng ta tán thành với ý kiến của ai đó, với ý kiến hay là đóng góp của ai đấy, chúng ta đồng ý. 我同意. Phụ tiền ba. Phụ tiền ba. Phụ tiền ba. Tiền là tiền, phụ là trả. Phụ tiền, trả tiền. Phụ tiền ba. Cậu trả tiền đi. Ví dụ, hôm nay hai người hẹn nhau đi ăn và bạn của bạn nói trước là hôm nay tớ mời. Và chắc chắn là hôm nay cậu ấy phải trả tiền. Sau khi hai người ăn xong rồi thì đến lúc thanh toán bạn sẽ nói là phụ tiền ba, trả tiền đi kìa. 你是谁? 你是谁? Bạn là ai? 谁 có nghĩa là ai? Và từ này có hai cách phát âm các bạn nha. Một là 谁, hai là 谁. 谁, 谁. Cách nào cũng được ha. 你是谁? 你是谁? Bạn là ai nhỉ? Câu này thì thực ra hỏi không được lịch sự lắm đâu, nhưng mà chúng ta vẫn phải hỏi, phải học để biết. 你是谁? Bạn là ai? 我忘了，我忘了，忘 có nghĩa là quên. 我忘了, tôi quên rồi, tôi không nhớ nữa. 我忘了，太棒了，太 rất, quá, lắm. 棒 có nghĩa là tuyệt, tuyệt vời, xuất sắc. 太棒了, tuyệt quá. Ví dụ, đồng nghiệp của bạn vừa ký một hợp đồng rất lớn, rất nhiều tiền. Bạn sẽ khen đồng nghiệp là 太棒了，太棒了, tuyệt quá đi, thật là xuất sắc. 太好了，好 có nghĩa là tốt, đẹp, hay, rất nhiều nghĩa. 太好了, thường chúng ta dùng để khen hoặc là thể hiện cảm xúc khi mình cảm thấy có việc gì đó xảy ra quá tốt, tốt quá đi. 别紧张，别紧张. Chỉnh trang là lo lắng, hồi hộp, căng thẳng. Bía là đừng. Bía chỉnh trang, đừng lo lắng, đừng căng thẳng. Ví dụ, bạn thấy ai đó cùng bạn đi phỏng vấn và cái bạn đi phỏng vấn cùng rất là lo lắng, ngồi chân tay cứ run, run run rất là hồi hộp, và bạn khuyên họ, là bạn động viên họ, bía chỉnh trang, bía chỉnh trang, đừng lo lắng, đừng căng thẳng. Nì chua là, chua có nghĩa là sai, không đúng ha. Nǐ chuò là, bạn sai rồi. Nǐ chuò là, ai đó nói ra một ý kiến, một ý tưởng hoặc là phản ánh một việc gì đấy mà sai, chúng ta sẽ nói như thế. Nǐ chuò là, nǐ chuò là. Lưu ý, chuò chúng ta sẽ bật hơi rất mạnh ha. Chuò, nǐ chuò là. Bě kè qì. Bě kè qì. Qì chúng ta đọc thanh nhẹ sẽ hay hơn ha. Người Đài Loan thường đọc là qì, tức là thanh 4. Bě kè qì, đó là giọng người Đài Loan. Còn người Đại Lục, giọng chuẩn tiếng phổ thông Trung Quốc sẽ là 别客气. Đừng khách sáo, đừng có ngại, đừng có khách khí. Ví dụ, bạn cảm ơn ai đó về một việc gì mà họ đã giúp mình, họ thường sẽ nói là 别客气. Đừng có khách sáo, đừng có để ý. Trời ơi, không có gì đâu. 太晚了，太 có nghĩa là rất, quá, lắm. Chúng ta đã học rồi đúng không? 晚 có nghĩa là muộn. 太晚了, muộn quá rồi. Ví dụ, hôm nay đồng nghiệp của bạn hẹn bạn đi ăn vặt, nhưng mà lúc đó đã 11 giờ đêm rồi và bạn đang ở nhà rồi. 太晚了, muộn quá rồi, tao không đi nữa đâu. 不要做, 不要 nghĩa là đừng, nghĩa của nó tương đương với 别 ha. 不要做, hay là 别做, nghĩa như nhau. 做 là làm các bạn ha. 不要做. Ví dụ, khách hàng của bạn tự dưng rủ bạn vào khách sạn để ký hợp đồng chẳng hạn, và ai đó khuyên bạn là 不要做, đừng có đi, đừng có làm, ký hợp đồng sai vào khách sạn nha. Càng tà họ, làm tốt lắm. Càng, làm. Họ, tốt, hay. Càng tà họ là một câu dùng để khen ai đó hoàn thành xuất sắc công việc. Càng tà họ, cách nào. Tầng ý xa. Tầng ý xa. Tầng có nghĩa là chờ, đợi,
Ý xả là một chút, một ít. Tầng ý xả, đợi một chút nhé, đợi tớ một lát. Tầng ý xả, tầng ý xả, tầng ý xả. Na mà khỏe, na mà có nghĩa là như vậy à. Khỏe nghĩa là nhanh. Na mà khỏe, nhanh vậy cơ à. Ví dụ, ai đó báo với bạn là khoảng 3 ngày thì họ sẽ gửi giấy tờ đến. Nhưng mà mới có một ngày bạn đã nhận được rồi. Và lúc nhận bạn sẽ nói với shipper là Na mà khỏe, nhanh thế cơ à. Na mà khỏe. Quay vô tứa, quay bù tứa, quay vô tứa. Quay vô tứa tức là thảo nào, chả trách gì. Ví dụ, bạn thấy hai anh chị kia suốt ngày đi với nhau. Và hôm nay bạn nhận được một tin là hai người này chuẩn bị kết hôn. Và bạn bảo quay vô tứa, thảo nào mà suốt ngày thấy hai người này đi với nhau. Wǒ de tiān, wǒ de tiān, tiān có nghĩa là trời. Wǒ de tiān, wǒ de tiān, trời ơi, trời đất ơi. Wǒ de tiān, wǒ de tiān, wǒ de tiān à. Thường sẽ có âm a phía sau câu cuối câu các bạn ha. Wǒ de tiān à, tiān à, wǒ de tiān à. Zài shì shì, zài có nghĩa là lại, hành động sẽ xảy ra trong tương lai, chúng ta sẽ thường dùng zài. Và sau nó thường là động từ ha. Shì có nghĩa là thử. Thử là một việc gì đấy, chúng ta dùng động từ shì ha. Shì shì là hình thức lặp lại của động từ. Trong tiếng Trung thường lặp lại động từ thì câu nó nhẹ nhàng hơn, nó uyển chuyển hơn, nghe nó hay hơn ha. Zài shì shì, zài shì shì. Thử lại là nữ coi. Ví dụ, hôm nay bạn đi gặp khách hàng nhưng mà không ký được hợp đồng, thì đồng nghiệp mới khuyên bạn là zài shì shì, thử lại lần nữa đi, thử thuyết phục lại khách hàng một lần nữa xem sao. Yǒu kě néng, yǒu kě néng. Câu này chúng ta đã học qua từ kě néng rồi đúng không? Có nghĩa là khả năng. Yǒu kě néng tức là có khả năng, rất có thể. Yǒu kě néng, yǒu kě néng. Tǎng tǎng wǒ, tǎng là đợi. Đây là một cách nói khác của tǎng yǐ xiǎ. Tǎng tǎng wǒ, tǎng tǎng wǒ, hoặc là tǎng tǎng wǒ, có hai cách đọc ha. Tǎng tǎng wǒ, chờ tôi chút, chờ tớ một chút đi. Zǎn me bàn, zǎn me bàn, bàn tức là làm, xử lý công việc hoặc là một việc gì đấy. Zǎn me bàn, zǎn me bàn, làm sao đây. Ví dụ bây giờ là sếp sắp đến nơi rồi nhưng mà báo cáo bạn làm chưa xong, bạn rất lo, nói với đồng nghiệp là zǎn me bàn nào, zǎn me bàn, làm sao bây giờ, làm sao đây. Bié chā duì, chā duì tức là chen ngang. Tức là ví dụ như bình thường làm đi đâu ở nơi công cộng chúng ta phải xếp hàng. Nhưng mà chā duì tức là mình không đứng ở cái vị trí cuối cùng, mình nhảy lên trên cùng mình đứng hoặc vị trí khác mình đứng, gọi là chā duì ha. Bié chā duì, đứng chen ngang. Hãy xếp hàng đi. Chī bù liǎo, chī là ăn, bù liǎo là không được. Chī bù liǎo, nuốt không trôi, ăn không được. Chī bù liǎo. Ví dụ, bạn đang ngồi ở căng tin nhưng mà không ăn, đồng nghiệp mới hỏi thăm là sao thế, bạn mới bảo là chư bê lẻo, ăn không nổi, không ăn được, nuốt không trôi, ăn không ngon. Phía nào là, nào có nghĩa là làm ồn hay là nghịch. Phía nào là, đừng có nghịch nữa, đừng có ồn ào nữa. Phía nào là, ví dụ, đang ở văn phòng công ty làm việc mà đồng nghiệp cứ náo loạn hết cả lên, rất là ồn ào, và bạn muốn nhắc nhở mọi người là phía nào là, đừng có làm ồn nữa, đừng có nghịch nữa. Phía quán của, quản có nghĩa là quản lý, quan tâm. Phía là đừng ha, phía quán của, không cần quan tâm đến tôi, đừng có để ý đến tôi. Phía quán của, ví dụ bạn đang chuẩn bị làm việc gì đấy và ai đó can ngăn, bạn bảo là phía quán của, đừng có quan tâm đến tôi, đừng có để ý đến tôi. Tức là muốn người kia mặc kệ mình, mình muốn làm gì thì làm. Phía quán của. Bié xiǎng lạ, xiǎng ở đây có nghĩa là nghĩ. Bié xiǎng lạ, bié xiǎng lạ, đừng có nghĩ nữa. Ví dụ, bạn vừa chia tay bạn trai và đang rất là buồn, suốt ngày cứ ngồi nghĩ ngợi, nghĩ nọ, nghĩ kia, và đồng nghiệp hụng. Bié xiǎng lạ, bié xiǎng lạ, xiǎng có nghĩa là nghĩ. Trong tiếng Trung thì thường có cấu trúc là bié sẵn mà lạ, tức là câu có bié thì cuối câu sẽ thường có lợ ha. Bía chẳng lạ, đừng có nghĩ gì nữa. Ví dụ bạn vừa mới chia tay bạn trai và đang rất là buồn, suốt ngày cứ nghĩ ngợi lung tung.
cứ nghĩ về chuyện cũ và đồng nghiệp an ủi bạn là biết chẳng ạ. Thôi đừng có nghĩ gì nữa, nghĩ thông đi, hay là đừng có nghĩ gì thêm nữa. Chí tiền là chí tiền là chỉ có nghĩa là mấy, tiền là giờ ha. Trong câu này chúng ta sẽ biến âm chỉ thành chí, tiền chúng ta giữ nguyên. Chí tiền là mấy giờ rồi? Chí tiền là một câu này thường dùng để hỏi bạn hoặc là những người ít tuổi hơn mình ha, không dùng để hỏi người lớn tuổi hơn mình đâu bạn nha. Vì câu này thực sự là nó không phải là dành cho những người có mối quan hệ xã giao vì không có chủ ngữ. Chí tiền là Bia phán quả. Bia phán quả. Phán có nghĩa là làm phiền. Bia phán quả. Bia phán quả. Đừng có phiền tôi nữa. Ví dụ cái bạn đồng nghiệp bên cứ lại nhảy, cứ được một lúc lại nói gì đấy làm bạn rất là phiền. Bạn đang tập trung trong công việc và bạn muốn nhắc nhở bạn ấy là bia phán quả. Bia phán quả là đừng có làm phiền tớ nữa nha. Nghĩ tăng trên. Tăng chân tức là tưởng thật, cho rằng đó là sự thật. Nghĩ tăng chân, bạn tưởng thật à? Bạn nói đùa với ai đó về một chuyện không có thật và người đó tin thật, bạn sẽ nói là nghĩ tăng chân. Tua sảo chén. Tua sảo chén. Tua sảo bao nhiêu? Chén, tiền. Tua sảo chén bao nhiêu tiền? Câu này chúng ta dùng rất nhiều khi đi mua sắm ha. Tua sảo chén. Tớ xả chén. Bú huy bà. Bú huy bà. Bú huy bà. Không phải chứ. Ví dụ, ai đó vừa thông báo cho bạn một tin rất là khó tin, không thể nào tin được. Thì bạn nói là bú huy bà. Không phải chứ. Để thể hiện cái sự ngạc nhiên của chính bản thân mình là không ngờ là cái sự việc đấy nó có thể xảy ra được ha. Tuy bù chỉ. Tuy bù chỉ. Tuy bù chỉ. Tuy bù chỉ. Xin lỗi. Câu này dùng rất nhiều trong giao tiếp và chúng ta hãy thủ nha. Và các bạn nên nhớ tuy bù chỉ dùng, thật sự dùng khi mà bạn gây ra lỗi lầm gì đó cho người ta. Còn khi mà các bạn xin lỗi xã giao thì không nên dùng từ này ha. Hôm sau chúng ta sẽ học. Bế chơi là. Chơi có nghĩa là hối, thúc. Bế chơi là. Bế chơi là. Đừng có hối. Ví dụ sếp nói với bạn là hợp đồng xong chưa, mà cứ cách tiếng hỏi bạn, xong bạn thấy bực quá mà bạn bảo sếp là phía xe là sếp đừng có thúc em nữa, đừng có hồi em nữa, để em tự làm. Nì máng má. Máng là bận. Nì máng má. Nì máng má. Bạn có bận không? Nì máng má. Nì máng má. Ví dụ bạn đang định nhờ đồng nghiệp làm việc gì đấy nhưng mà thấy họ đang làm cái gì, mình mới hỏi trước là nì máng má, để thể hiện cái phép lịch sự ha. Anh có bận gì không trước khi chúng ta nhờ? Nhì máng mắt. Bù khờ chỉ. Đây là cách nói thay thế cho bía khờ chỉ. Bù và bía có thể thay thế được cho nhau. Và khi dùng bù chúng ta sẽ biến âm thành bú, bởi vì khờ mang thanh bốn ha. Bù khờ chỉ. Bù khờ chỉ. Người Đài Loan sẽ đọc là bù khờ chỉ. Bù khờ chỉ. Bù khờ chỉ. Chị sử là. Chị cũng như là tức. Sử tức là chết. Chị sử là. Tức chết thì được. Bạn nghe một cái tin gì đấy hay là vừa cãi nhau với ai đó mà bạn không thể nào mà hạ hỏa được, bạn sẽ nói với ai đó là chí sử là. Tức chết đi được. Tức quá đi. Tức không chịu nổi. Chấu sử là. Chấu. Xấu. Sử là chết. Chấu sử là. Xấu quá đi. Xấu tệ quá. Xấu thậm tệ luôn. Chấu sử là. Ú sở vệ. Ú sở vệ. Ú sở vệ. Ú sở vệ. Tức là sao cũng được. Ví dụ mọi người đang biểu quyết là ngày mai sẽ đi chơi ở chỗ nào. Thì sau khi hỏi qua một lượt các bạn thì đến lượt bạn được hỏi thì bạn trả lời là ú sở vệ, đi đâu cũng được hết. Khi ai đó hỏi bạn nên lựa chọn như thế nào, bạn trả lời là ú sở vệ, tức là thế nào cũng được ha. Chá yếu à. Chá yếu. Cố lên. Chá yếu à. Chá yếu à. Có lên nhá, chúng ta sẽ dùng câu này để động viên người khác. Chá yếu à. Chá yếu. Chá yếu à. Chá yếu nghĩa đen trong tiếng Trung tức là đổ xăng. Yếu là dầu, xăng. Chá tức là thêm vào, đổ vào. Chá yếu à. Có lên nhá.
Trên tiêu rảnh. Trên tiêu rảnh. Tiêu rảnh tức là mất mặt. Trên thật là trên tiêu rảnh. Mất mặt có đi. Trên tiêu rảnh. Tăng rảnh là. Tăng rảnh là. Tăng rảnh đương nhiên. Dĩ nhiên. Tăng rảnh là. Dĩ nhiên rồi. Khai mẩn bạ. Khai mẩn bạ. Khai có nghĩa là mở. Mẩn là cánh cửa. Khai mẩn bạ. Mở cửa ra. Mở cửa đi. Mở cửa ra nào. Khai mẩn bạ. Nì phân là. Nì phân là. Nì phân là. Phân tức là điên. Nì phân là. Bạn điên rồi. Và câu này chúng ta làm thường dùng câu cự miệng khi cãi nhau các bạn ha. Người Việt hay người Trung, người Đài đều hay dùng câu này. Nì phân là. Chỉnh chú sỏ. Chỉnh tức là mời, xin mời. Chú sỏ là như thế này, là giơ tay lên. Chỉnh chú sỏ, giơ tay lên nào. Mời mọi người giơ tay. Chỉnh chú sỏ. Chỉnh chú sỏ. Ví dụ, bạn đang phát biểu giữa cuộc họp và muốn hỏi ý kiến mọi người. Thì ai mà có ý kiến thì chỉnh chú sỏ. Ai có ý kiến thì giơ tay ha. Nǐ zài mà. Zài ở đây có nghĩa là có ở đấy không. Nǐ zài mà, ví dụ bạn gõ cửa phòng bên cạnh, bạn hỏi là nǐ zài mà, thì bạn không biết là bên trong có ai không, thì bạn sẽ nói là nǐ zài mà, cậu ấy có ở trong kia không ha. Hoặc từ zài này chúng ta có thể dùng khi mà điểm danh các bạn ạ. Khi điểm danh mà có, chúng ta thường nói là zài, có em, có em ở đây rồi, em có mặt ha. Nǐ zài mà, nǐ zài mà. Wǒ è là tôi đói bụng. È tức là đói. Wǒ è là, wǒ è là tôi đói bụng rồi, tôi đói rồi. Wǒ è là. Xiā cì jiàn. Cì lần. Xiā cì là lần sau. Jiàn là gặp. Xiā cì jiàn. Lần sau gặp lại nhá. Hẹn gặp bạn lần sau. Xiā cì jiàn. Câu này chúng ta sẽ dùng khi nói lời tạm biệt ha. Zhēn kěxī. Si. Zhēn kěxī. Si. Kěxī si có nghĩa là đáng tiếc. Zhēn kěxī. Si. Thật đáng tiếc. Zhēn kěxī. Si. Rất khó chi. Zuò de hǎo. Zuò làm. Zuò de hǎo tức là dùng để khen người khác làm rất tốt, rất tuyệt. Zuò de hǎo. Chúng ta có thể thay thế bằng gàn de hǎo. Câu này chúng ta vừa học qua đoạn trước rồi ha. Zuò de hǎo, gàn de hǎo. Luǎn dào nǐ. Luǎn tức là đến lượt. Dào là đến. Nǐ, bạn. Luǎn dào nǐ là. Luǎn dào nǐ là. Đến lượt bạn rồi đấy. Luǎn dào nǐ là. Đến lượt em rồi đấy. Nǐ chuè dìng. Chuè dìng tức là chắc chắn, chính xác hoặc là xác định. Chuè dìng. Nǐ chuè dìng. Nǐ chuè dìng. Bạn chắc chứ. Ví dụ, ai đó vừa nói với bạn về một điều gì đó mà bạn không chắc chắn lắm, bạn hỏi lại là nǐ chuè dìng. Cậu chắc chứ. Cậu nói đúng không? Cậu chắc chắn chứ. Nǐ chuè dìng. Shénme rén. Shénme rén. Shénme rén. Ai đấy? Shénme rén. Ví dụ, bạn ở trong nhà nghe ai gõ cửa bịch 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 bịch, gõ rất là to và rất là phiền. Bạn mở cửa ra. Shénme rén. Ai? Ai thế? Shénme rén. Wǒ shuā kǎ. Shuā kǎ. Shuā kǎ tức là cái hành động bỏ thẻ vào để quẹt, để rút tiền ra, gọi là shuā kǎ. Wǒ shuā kǎ. Tôi quẹt thẻ. Ví dụ khi đi ăn ở nhà hàng thì bạn mới nhân viên nhà hàng mới hỏi bạn là bạn sẽ thanh toán tiền mặt hay là quẹt thẻ. Mình trả lời là 我刷卡, tôi quẹt thẻ nhé. Tầng y tầng, đây là một cách nói khác của chờ một chút. Chúng ta đã học tầng y xa này, tầng tầng của này. Bây giờ là tầng y tầng. Tầng y tầng. Tầng y tầng. Tầng y tầng. Chờ một chút nhé. Cả ba cách này chúng ta có thể dùng thay thế cho nhau được, cách nào cũng được ha. Hái bú chơ. Bú chơ tức là khá tốt, cũng khá tốt đấy. Hái bú chơ tức là không tệ lắm, cũng được. Hái bú chơ. Hái bú chơ. Ví dụ ai đó hỏi bạn là dạo này công việc thế nào, bạn trả lời là hái bú chơ. Cũng được, không tệ lắm, cũng ok, cũng khá ổn. An tĩnh điểm. An tĩnh tức là yên lặng. An tĩnh điểm tức là im lặng đi, im lặng một chút đi. Mọi người xung quanh đang ồn ào quá, bạn cảm thấy rất là phiền. Bạn sẽ nói là an tĩnh điểm, mọi người yên lặng chút đi. An tĩnh điểm. Wǒ bǎo lǎ. Bǎo tức là no. Wǒ bǎo lǎ, tôi no rồi. Wǒ bǎo lǎ. Bạn ăn thêm nữa đi. Wǒ bǎo lǎ. Wǒ bǎo lǎ.
Tôi đãi nhé, hay là tôi mời nhé, tôi bao, tôi khao. 我请客, 请客 có nghĩa là mời, khao, trả tiền ha. 请客, 今天我请客, hôm nay tôi mời nhé. 我请客, tôi mời, tôi khao. 这边请, 这边请, 边 tức là phía. Ví dụ, 这边请, mời đi theo lối này. 请 tức là mời ha. 这边请, mời đi theo lối này ha. 这边请, 这边请, đây là một cách nói rất lịch sự. Ví dụ khi có khách mời đến công ty để tham quan và bạn phụ trách là sẽ dẫn dắt họ để tham quan hết công ty, bạn sẽ chỉ cho họ 这边请, 这边请 ha. Đi theo lối này ha. 祝好运, 好运 tức là may mắn. 祝 là chúc. 祝好运, chúc may mắn nhá. May mắn nha. 祝好运, 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 祝你好运. 我保证, 保证 tức là đảm bảo, cam đoan. 我保证, 我保证, tôi cam đoan đấy, tôi đảm bảo luôn, tôi chắc chắn luôn. 我保证. Ví dụ, bạn chắc chắn với sếp là trong tháng này sẽ phải làm xong deadline, làm xong KPI. Và bạn nói với sếp là 我保证, em cam đoan với sếp, em chắc chắn là em sẽ hoàn thành trước xong kỳ hạn. 不许动, 不许, 许 tức là cho phép, 不许 là không cho phép. 动 tức là động đậy, nhúc nhích, vận động ha. 不许动, không được nhúc nhích, ngồi yên đi. 不许动, 不许动. 不要紧, 不要 là không, hoặc là không cần. 紧 tức là nghiêm trọng, vấn đề gì đó rất là hồi hộp, nghiêm trọng và rất là hơi nghiêm trang một chút ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nói là 不要紧, tức là không sao, không nghiêm trọng gì hết. Ví dụ, bạn vừa làm vỡ một cái món đồ rất là đắt tiền của sếp và đồng nghiệp với khuyên bạn hoặc là an ủi bạn là 不要紧, không sao đâu, không nghiêm trọng lắm đâu. 不要紧. 就这样, 就这样, 这样 là như thế này. 就 là vậy. 就这样, tức là vậy đó, như thế đấy. 就这样. Ví dụ, hôm qua bạn đi làm ở công ty và hai sếp cãi nhau on sòng và bắt đầu là bạn tám lại với đồng nghiệp mà hôm qua không đi làm vì không được chứng kiến mà. Bạn mới tám lại từ đầu đến cuối. Tám xong rồi, kể lệ xong rồi, bạn là 就这样. Ờ, thế đó, vậy đấy. 别担心, 别担心. 担心 là lo lắng, lo âu, phiền não. 别担心 là đừng có lo gì hết. Ví dụ, sếp của bạn lo lắng là tháng này sẽ không đạt thành tích cao như tháng trước và bạn an ủi với sếp là 别担心, đừng lo lắng, có em đây. 我爱你, 我爱 tức là yêu. 我爱你, tôi yêu bạn, tôi yêu anh, hay là tôi yêu em. Câu này chúng ta không chỉ dùng khi mà chúng ta yêu ai đó đâu nha. Chúng ta muốn thể hiện tình cảm với bạn bè của bạn đều có thể dùng những câu như thế này được ha. 我爱你, 我爱你, 我爱你们. 帮帮我吧, 帮 có nghĩa là giúp đỡ. 帮帮我吧, 帮帮我吧, giúp đỡ một tay nào, giúp tôi một tay nào. Ví dụ bạn đang khiêng một món đồ rất là nặng và vô tình là bạn gặp một bạn nam đi qua, bạn nói với bạn ấy là 帮帮我吧, giúp tớ một tay đi nha. 怎么样, 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 thế nào, tức là ví dụ như thế này. Bạn và đồng nghiệp đang chờ đợi một kết quả của phỏng vấn từ trợ lý của giám đốc và khi thấy trợ lý của giám đốc đi ra thì bạn mới hỏi với giám bạn trợ lý đấy là 怎么样, là thế nào rồi, sao rồi, 怎么样. Hoặc là bạn đưa một người bạn của bạn đang rất nguy kịch đi bệnh viện và bác sĩ đang ở trong phòng đi ra, bạn rất là lo lắng hỏi bác sĩ 怎么样, là y sinh 怎么样, là bác sĩ làm sao rồi, bác sĩ bạn tôi làm sao rồi ha. 怎么样. 祝贺你, 祝贺 tức là chúc mừng. 祝贺你, chúc mừng bạn. 祝贺你, 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 xin chúc mừng bạn. 不许碰, 碰 bật hơi ha. 碰 có nghĩa là động vào một vật gì đấy bằng tay ha. 不许 là không cho phép. 不许碰, 不许碰, không được động vào. 我不干, là can là làm.
我不干了。不chúng ta biến âm thành 不 ha. 我不干了, tôi không làm nữa đâu. 我不干了。真的假的? 真的假的。真là thật, 假là giả. 真的假的? 真的假的? Thật không đấy? Bạn nghe ai đó kể một chuyện rất là ngạc nhiên và không tin vào chuyện đó nổi. Bạn sẽ nói là chân là giả ta. Và đây là một câu cửa miệng mà người Đài Loan và người Trung Quốc dùng rất nhiều, dùng hàng ngày luôn. Chân là giả ta. Tha giả mà la. Tha giả mà la. Giả mà la. Chúng ta đã học rồi. Làm sao thế? Có làm sao không đúng không? Tha giả mà la. Cô ấy làm sao thế? Cô ấy có làm sao không? Chúng ta hỏi thăm ha. Chà bù tua là. Chà bù tua có nghĩa là sắp xong hoặc là sắp ổn. Chà bù tua là sắp xong rồi, sắp ổn rồi hay là hòm hòm rồi đấy. Chà bù tua là, chà bù tua là. Ví dụ, bạn và đồng nghiệp đang cùng làm báo cáo và đồng nghiệp hỏi thăm bạn làm xong chưa đây. Bạn sẽ nói là chà bù tua là, ừ cũng hòm hòm rồi. Hào khở pa ya, hào khở pa ya. Khở pa tức là đáng sợ. Hào khở pa ya, hào khở pa, đáng sợ quá. Hào khở pa, đáng sợ quá đi. Hào ửa xin nà, ửa xin tức là buồn nôn, ghê tởm. Hào ửa xin nà, buồn nôn quá, ghê tởm quá. Hào ửa xin nà. Đây, xin kết thúc với âm N và âm A. Chúng ta nối lại với nhau ha. Ửa xin nà, hào ửa xin nà. Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn tức là hoàn toàn. Chính xác là chính xác. Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn chính xác. Bù khở sư yì. Bù khở sư yì là một thành ngữ không thể nào tin được. Thật không thể tin được. Thật bất ngờ. Bù khở sư yì. Bù khở sư yì. Hiện tại, giờ giờ. Hiện tại, giờ giờ. Hiện tại là ngay bây giờ. Bây giờ, giờ là một phó từ đặt trước động từ thể hiện hành động xảy ra sớm các bạn ha. Giờ là hiện tại, giờ giờ. Sếp giao việc cho bạn và sếp muốn nói là hiện tại, giờ giờ là ngay bây giờ. Tức là sếp muốn nhấn mạnh thời gian rất gấp, phải làm ngay để xong sớm. Hiện tại, giờ giờ. Mãn ý là mà. Mãn ý tức là vừa lòng vừa ý. Mãn ý là mà. Ní mãn ý là mà. Ní mãn ý là mà. Bạn vừa lòng chưa? Bạn vừa ý chưa? 我没有空. Không tức là rảnh. 没有là không. 我没有空, tôi không rảnh. Ai đó hỏi bạn có thời gian rảnh không cùng đi ăn. Bạn trả lời là 我没有空, tôi không rảnh. Tôi không có thời gian rảnh. Má mà khu khu. Má mà khu khu tức là cũng tạm tạm, cũng được. Ví dụ ai đó hỏi bạn là dạo này công việc có ổn không? Bạn trả lời là má mà khu khu, là vẫn thế à, cũng tạm tạm à, cũng tạm được, sơ sơ. Y điển mấy chỗ. Y điển tức là một chút. Mấy không, chỗ sai. Y điển mấy chỗ tức là chuẩn, không cần chỉ, quá đúng luôn, không sai tí nào. Y điển mấy chỗ. Xả là ba chi. Xả là ba chi tức là ngu như heo hoặc là cái đồ đần thối. Câu này chúng ta dùng để đùa với nhau thôi ha. Các bạn không nên dùng câu này nhiều. Xả là ba chi. Xả là tức là ngốc. Xả là ba chi. Nghĩ thống y mà. Thống y là đồng ý. Nghĩ thống y mà. Bạn có đồng mình không? Bạn có đồng tình không? Nghĩ thống y mà. Câu này dùng để hỏi ý kiến người khác, đúng không ạ? Nghĩ thống y mà. Đây là câu hỏi ha. Nghĩ thống y mà. 我会一点，我会一点 một chút. 会 tức là biết, biết một kỹ năng nào đấy mà chúng ta phải học mới có được ha. Ví dụ như biết ngoại ngữ này, biết đánh đàn này, rồi là biết làm một công việc gì đấy mà thông qua học tập mới có được. Chúng ta sẽ dùng động từ 会. 我会一点，我会一点 tôi biết một chút. Ví dụ ai đó hỏi bạn có biết tiếng Trung không ha, bạn trả lời 我会一点，我会一点 tôi biết một chút. 你在哪里？在ở哪里？ đâu？ 你在哪里？ bạn ở đâu？ tức là bạn ở chỗ nào？ cái nơi bạn ở hàng ngày？ 你在哪里？ bạn ở đâu thế？ 你说什么？
Nǐ shuō shénme? Shuō là nói, shénme là gì? Nǐ shuō shénme? Bạn nói gì? Ví dụ, hôm nay bạn nghe đồng nghiệp kể về một việc gì đó mình nghe không rõ lắm, hơi nhỏ. Bạn thể nhắc lại là nǐ shuō shénme? Bạn nói cái gì nhỉ? Bú bì jie, bú bì tức là không cần, jie là để ý, lăn tăn hay là phải để tâm ở trong người ấy. Bú bì jie, không việc gì phải lăn tăn đâu, không cần để ý đâu, đừng có bận tâm gì hết. Ví dụ, hôm nay đồng nghiệp của bạn lỡ làm vỡ một cái đồng hồ của bạn và rất là đắt tiền, nhưng mà đồng nghiệp mới bảo với bạn là tớ rất là hối hận vì đã làm vỡ đồng hồ của cậu và tớ sẽ đền cho cậu. Và bạn có thể an ủi bằng cách là bú bì jie, cậu đừng có lăn tăn gì hết. Wǒ zuò dào là zuò dào tức là làm được. Wǒ zuò dào là tôi làm được rồi. Wǒ zuò dào là wǒ zuò dào là cái này chúng ta thường dùng khi làm xong một việc gì đấy mà cảm thấy là bản thân mình rất là tự hào, chúng ta sẽ nói như thế ha. Wǒ zuò dào là nǐ zuò de duì, duì tức là đúng, zuò de duì tức là làm đúng. Nǐ zuò de duì, nǐ zuò de duì, chúng ta khi này đó, khi lựa chọn công việc đúng này, lựa chọn cách làm đúng. Nǐ zuò de duì, nǐ zuò de duì. Tài yí hàn là tài yí hàn, yí hàn tức là tiếc nuối. Tài yí hàn là tài yí hàn là tiếc quá đi, thật là đáng tiếc. Tài yí hàn là yǒu bìng dèi zhì, yǒu bìng dèi zhì, bìng là bệnh, zhì là chữa bệnh ha. Yǒu bìng dèi zhì, dèi ở đây có nghĩa là giống như yào ấy, cần phải. Yǒu bìng dèi zhì, yǒu bìng dèi zhì, có bệnh thì làm mà chữa đi. Yǒu bìng dèi zhì. Hǎo diǎn là ma? Hǎo diǎn là ma? Hǎo diǎn là ma? Hǎo diǎn là ma? Chúng ta thường dùng để hỏi thăm người khác khi bị ốm hay là bị bệnh gì đấy hoặc là bị đau gì đấy ha. Hǎo diǎn là ma? Tức là thấy đỡ hơn chưa? Thấy ổn hơn chưa? Thấy tốt lên chưa? Hǎo diǎn là ma? Khuài dào là ma? Khuài là sắp, dào là đến. Trong câu có khuài thường có lơ gần cuối câu các bạn ha. Khuài shěme shěme lè, tức là sắp xảy ra một việc gì đấy. Khuài dào là ma? Sắp đến chưa? Sắp tới chưa? Ví dụ bạn đang ở trên xe buýt và bạn hỏi bác tài xế là bác ơi, sắp đến nơi chưa bác? Khoai tao là ma? Khoai tao là ma? Chiều trời giang là, trời giang là như thế này ha. Chiều trời giang là, tức là cứ như vậy nhé, cứ như vậy đi. Ví dụ các bạn đang thảo luận với nhau phương án của công việc, của dự án sắp tới. Và sau khi thảo luận xong thì bạn có thể tổng kết lại là chiều trời giang là, cứ như vậy đi, cứ thế mà thực hiện đi ha. Ràng wǒ kàn kàn, ràng wǒ kàn kàn, kàn là xem, kàn kàn là hình thức lặp lại của từ kàn các bạn ha, để câu nó nghe nó uyển chuyển hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Ràng wǒ kàn kàn, để tôi xem nào. Ràng wǒ kàn kàn, ràng wǒ kàn kàn. Nǐ yǒu bìng ma? Bìng là bệnh. Nǐ yǒu bìng ma là một câu chúng ta thường dùng để cà khịa người khác ha. Anh bị thần kinh à, mày bị thần kinh à, mày bị điên à, mày có bệnh à. Nǐ yǒu bìng ma? Nǐ yǒu bìng ma? Bù hǎo yì sì, bù hǎo yì sì, bù hǎo yì sì, bù hǎo yì sì. Câu này thường dùng khi chúng ta muốn xin phép ai đó làm việc gì. Bù hǎo yì sì, xin lỗi ngại quá ha. Ví dụ, xin lỗi ngại quá, có thể nhường đường cho em được không hả? Hoặc là bù hǎo yì sì, anh có thể giúp đỡ em một chút không? Chúng ta thường mở đầu bằng cái này ha. Hoặc khi chúng ta gây ra một sự phiền phức gì đấy, ví dụ bạn đến muộn, cuộc họp đến bắt đầu lúc 8 giờ mà 8 giờ 15 bạn mới đến, và lúc mở cửa đi vào bạn có thể nói là bù hǎo yì sì, ngại quá, xin lỗi. Nǐ gǎi wǒ quǎn, câu này khá là tục tĩu các bạn ha. Quǎn ở đây tức là cút, biến, nghĩa như thế trong tiếng Việt các bạn ha. Nǐ gǎi wǒ quǎn tức là anh biến đi cho tôi nhờ, kiểu thế ha. Câu này chúng ta hãy hạn chế sử dụng, có thể biết để hiểu được khi người ta nói mình thế để mình đáp lại thôi ha, chứ hạn chế sử dụng bởi vì thực sự nó quá tục tĩu. Công xỉ, công xỉ, chúc mừng nhá. Công xỉ tức là chúc mừng. Ví dụ bạn đi đám cưới này, hay là bạn nhà ai đó vừa mới sinh con, các bạn có thể nói là công xỉ, công xỉ, chúc mừng nhá. Công xỉ, công xỉ.
Bùi yào khoa trang. Khoa trang tức là khoe khoang, khoa trương. Bùi yào là đừng. Bùi yào khoa trang. Bùi yào khoa trang. Đừng có khoe khoang. Đừng khoe khoang nữa. Chân sư nì mà. Chân sư nì mà. Chân sư nì mà. Hôm nay đồng nghiệp của bạn tự dưng ăn mặc chải chuốt rất là khác với bình thường. Bạn nhận không ra luôn. Sau khi nhìn một lúc thì bạn sẽ nói là chân sư nì mà. Có thật là bạn không thấy? Nhìn không ra. Ní yǒu duō gāo. Ní yǒu duō gāo. Gāo tức là cao. Duō là bao nhiêu. Ní yǒu duō gāo là bạn cao bao nhiêu thế. Ní yǒu duō gāo. Ní yǒu duō gāo. Ní yǒu duō zhòng. Zhòng là nặng. Ní yǒu duō zhòng. Ní yǒu duō zhòng. Bạn nặng bao nhiêu. Bạn nặng bao nhiêu cân. Ní yǒu duō zhòng. 我不舒服. 舒服 tức là thoải mái. 不舒服 tức là không khỏe, không thoải mái trong người, khó chịu trong người ha. 我不舒服. 我不舒服. Tôi thấy không khỏe lắm. Tôi thấy không thoải mái lắm. 现在几点. 现在几点. 现在 là bây giờ. 现在几点. Bây giờ là mấy giờ rồi. 现在几点. 我要走了。我要走了。走 là đi. Đi có nghĩa ở đây là đi rời đi ha. Bước đi. 我要走了。我要走了. Tôi phải đi rồi. Ví dụ bạn đến nhà của bạn, bạn chơi và lúc ra về, chuẩn bị ra về, bạn sẽ nói là 我要走了. Tớ phải về đây, tớ phải đi đây. 我要走了。我习惯了。习惯. Xí quan là quen. Ủa xí quan là tôi quen rồi. Ví dụ bạn đến nhà của đồng nghiệp chơi và thấy là đồng nghiệp ở rất là đơn giản. Ở trong nhà chả có đồ gì, những đồ căn bản ở trong nhà không có. Và đồng nghiệp bảo tớ ở quen rồi, không cần phải quá, có quá nhiều đồ. Ủa xí quan là Tha chân thông minh. Tha chân thông minh. Thông minh có nghĩa là thông minh. Đấy là giọng người Trung Quốc đại lục, giọng toàn ha. Còn người Đài Loan thì họ thường phát âm là thông minh. Thông minh. Nì. Tha chân thông minh. Tha chân thông minh. Cô ấy thật thông minh. Khai wán xiao da. Wán xiao. Khai wán xiao tức là đùa, đùa giỡn, đùa chơi. Khai wán xiao da. Khai wán xiao da, đùa thôi mà. Ví dụ bạn đang đùa với đồng nghiệp một việc gì đấy, nhưng mà đồng nghiệp tức thật, tức như thật luôn. Và bạn bảo là khai hoàn sao ta, tớ đùa đấy, tớ đùa chút thôi. Khai hoàn sao ta. Mấy sả mơ ta. Mấy sả mơ ta. Mấy sả mơ ta. Mấy sả mơ ta. Không có gì đâu. Chả có gì cả đâu. Ví dụ hai người đang cãi nhau và hàng xóm thấy ồn quá, mở cửa ra hỏi hai người có chuyện gì thế. Bạn mới trả lời với hàng xóm mấy sả mơ ta, không có gì đâu bác ạ. Không có gì đâu bác, cứ về đi ha. 我不知道. 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 知道 tức là biết. Biết ở đây có nghĩa là biết về một cái sự việc gì đấy, chứ không phải biết một kỹ năng gì đấy thông qua học tập như là khỏe ha. 我不知道. Tôi không biết. Ví dụ bạn có biết là tuần sau thì Nam và Linh sẽ cưới nhau không? 我不知道. Tôi không biết. 我不相信. 相信 có nghĩa là tin. 我不相信. 我不相信. Tôi không tin đâu. Tôi không tin. 我不相信. 怎样都行. 怎样. Thế nào, như thế nào. 都 đều, 行, được. 怎样都行. Sao cũng được, thế nào cũng được hết. 怎样都行. Câu này thì sẽ tương đương với câu là mấy vấn thí nè. Hoặc là 无所谓. Những câu này đều có nghĩa là thế nào cũng được. 怎样都行. 做得不错. 不错 là khá tốt ha, khá ổn. Hoặc là tốt, chúng ta có thể dịch theo cách nào cũng được. 做得不错 nó khó giống như là 做得好 ấy. Làm tốt lắm. Làm tốt. 太可爱 là 可爱 có nghĩa là đáng yêu, dễ thương. 太可爱 là dễ thương quá, đáng yêu quá. 太无聊 là 太无聊 là 太无聊了.
Thái ú léo là ú léo, tức là chán, nhàm chán, vô vị. Thái ú léo là ây da, thái ú léo là thái ú léo là chán chết đi được, vô vị chết đi được, chả có gì vui. Dầu không mà không ở đây có nghĩa là rảnh. Dầu không rảnh, dầu không mà bạn có rảnh không, bạn có thời gian rảnh không. Dầu không mà, dầu không mà, dầu không mà. Xin khổ nỉ lạ, xin khổ tức là vất vả. Xin khổ nỉ lạ, chúng ta biến âm khổ thành khổ. Xin khổ nỉ lạ, xin khổ nỉ lạ, vất vả cho cậu rồi. Xin khổ nỉ lạ, xin khổ nỉ lạ. Chúng ta thường động viên khi ai đó sau khi đã hoàn thành xong công việc một cách rất là vất vả, công sức rất là lớn. Xin khổ nỉ lạ, hoặc là nỉ xin khổ lạ, hoặc là nỉ xin khổ lạ, hoặc là xin khổ nỉ lạ. Hai cách này đều được các bạn ha. Xin khổ nỉ lạ. Quỷ trái xin nỉ. Quỷ trái xin nỉ. Quỷ là quỷ, ma. Trái mới. Xin là tin, tin tưởng. Quỷ trái xin nỉ. Có ma mới tin mày, có quỷ mới tin. Quỷ trái xin nỉ. Ráo là vợ bà. Ráo là vợ bà. Ráo có nghĩa là tha, tha thứ hay là tha mạng ha. Ráo lùa bà, ráo lùa bà, ráo lùa bà, tha cho tôi đi. 我在节食, 节食 có nghĩa là ăn kiêng. 我在节食, 我在节食, tôi đang ăn kiêng. 我在节食, 怎么可能, 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 sao lại như thế được. Bạn nghe một tin gì đấy mà bạn không tin vào được, bạn có thể nói là 怎么可能, 怎么可能. 你在干嘛, 你在干嘛. 干嘛 là một cách nói khác của 做什么. Các bạn có thể thấy thế ha, nghe nó sẽ gần gũi hơn. 你在干嘛, 你在干嘛, bạn đang làm gì vậy. 你在干嘛. 我拉肚子, 我拉肚子. Cụm từ la tu zi có nghĩa là tiêu chảy. Wǒ la tu zi, tôi bị tiêu chảy. Wǒ la tu zi. Jiǔ yì diǎn diǎn. 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 Chỉ một chút thôi. Bǔ shì wǒ de. Bǔ shì wǒ de. Bǔ shì wǒ de. Bǔ shì wǒ de. Ai đó hỏi bạn là cái này có phải của bạn không? Bạn trả lời là bǔ shì wǒ de. Bǔ shì wǒ de, không phải của tớ đâu. Wǒ bǔ jiè yì. Wǒ bǔ jiè yì. Wǒ bǔ jiè yì. Tôi không để bụng đâu. Wǒ bǔ jiè yì. Wǒ bǔ guān xīn. Wǒ bǔ guān xīn. Wǒ bǔ guān xīn. Wǒ bǔ guān xīn. Tôi không quan tâm. Xī wǎng rú cǐ. Xī wǎng rú cǐ. Xī wǎng tức là hy vọng. Rú cǐ là như vậy. Xī wǎng rú cǐ, hy vọng là như vậy. Xī wǎng rú cǐ. Wǒ hěn bào qiàn. Wǒ hěn bào qiàn. Bào qiàn là xin lỗi. Wǒ hěn bào qiàn. Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Wǒ hěn bào qiàn. Wǒ hěn bào qiàn. Ràng wǒ cái cái. Ràng wǒ cái cái. Cái tức là đoán. Ràng wǒ cái cái. Ràng wǒ cái cái. Để tôi đoán nhé. Để tôi đoán thử xem. Ràng wǒ cái cái. Wǒ xiǎng shuì jiào. Wǒ xiǎng shuì jiào. Shuì jiào có nghĩa là ngủ. Wǒ xiǎng shuì jiào. Tôi muốn đi ngủ. Wǒ xiǎng shuì jiào. Wǒ xiǎng shuì jiào. Bía tá ráo wǒ. Tá ráo tức là làm phiền. Bía tá ráo wǒ. Bía tá ráo wǒ. Bía tá ráo wǒ. Đừng có làm phiền tôi. Đừng có phiền tôi. Bía tá ráo wǒ. Wǒ xiǎng xìn nǐ. Wǒ xiǎng xìn nǐ. Wǒ xiǎng xìn nǐ. Wǒ xiǎng xìn nǐ. Tôi tin bạn. Xiǎng xìn là tin, tin tưởng. Chúng ta đã học rồi ha. Wǒ xiǎng xìn nǐ. Wǒ xiǎng xìn nǐ. Zuòng hǎo mèng ngó. Zuòng hǎo mèng á. Chúng ta sẽ dùng để chúc ngủ ngon ha. Chúc bạn có những giấc mơ đẹp. Zuòng hǎo mèng ngó. Mèng là mơ.
Hảo mộng là những giấc mơ đẹp. Zuo hảo mộng à? Zuo hảo mộng à? Ngủ ngon nhé, mơ đẹp. Wo hao xiang ni. Wo hao xiang ni. Wo hao xiang ni. Wo hao xiang ni. Tôi rất nhớ bạn. Wo hao xiang ni. Hoặc là wo hao xiang ni à? Tôi nhớ bạn quá à. Bu yao fang qi. Bu yao fang qi. Qi chúng ta bật hơi ha. Bu yao fang qi. Bu yao fang qi. Fang qi là từ bỏ, bỏ cuộc. Bu yao fang qi. Bu yao fang qi. Đừng từ bỏ, đừng bỏ cuộc. Ta en shan liang. Shan liang là tốt bụng, lương thiện. Ta en shan liang. Shan liang các bạn có thể nói ngược lại là liang shan cũng được ha. Nhưng mà cách nói này thường nó kiểu hơi văn vẻ hơn. Giao tiếp thì hay dùng từ shan liang. Ta en shan liang. Cô ấy rất lương thiện, cô ấy rất tốt bụng, cô ấy rất đôn hậu. Zhe shi shen ma? Zhe shi shen ma? Zhe shi shen ma? Zhe shi shen ma? Đây là cái gì? Zhe shi shen ma? Zhe shi shen ma? Ni xin shen ma? Ni xin shen ma? Ni xin shen ma? Ni xin shen ma? Xin có nghĩa là họ. Họ, ví dụ họ Trần, họ Nguyễn, họ Hồ, họ Văn, họ gì đấy, bất kỳ họ gì chúng ta sẽ dùng xin. Xin này là danh từ các bạn ha. Nhì xin sả mơ, bạn họ gì? Ví dụ, bạn họ gì? Tôi họ Nguyễn, tôi họ Trần, tôi họ Đỗ. Nhì xin sả mơ. Nhì chào sả mơ. Chào nghĩa là tìm. Nhì chào sả mơ. Nhì chào sả mơ. Bạn tìm cái gì vậy? Nhì chào sả mơ. Nhì chào sả mơ. Tha shuo shen ma? 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 Ni xiao shen ma? Xiao có nghĩa là cười. Ni xiao shen ma? Ni xiao shen ma? Ni xiao shen ma? Bạn cười gì đấy? Ví dụ bạn đang nói chuyện tự nhiên thấy người đối diện cứ cười cười, bạn hỏi là ni xiao shen ma? Bạn cười gì đấy? Shen ma di fang? Shen ma di fang? Địa phương có nghĩa là nơi, chỗ. Sở mà địa phương, nơi nào thế? Sở mà địa phương, chỗ nào nhỉ? Sở mà địa phương. Nǐ jǐ shěn mà? Jǐ tức là gấp, gấp gáp. Nǐ jǐ shěn mà? Jǐ còn có nghĩa là lo lắng ha. Nǐ jǐ shěn mà jǐ? Hoặc là nǐ jǐ shěn mà? Bạn gấp cái gì chứ? Bạn lo cái gì chứ? Nǐ jǐ shěn mà? Nín shì nǎ wèi? Nín shì nǎ wèi? Nín sư nả wei. Wei có nghĩa là ai đó. Một người, chỉ người các bạn ha. Nả là nào. Nín sư nả wei. Câu hỏi xã giao. Xin hỏi bà là ai? Ông là ai nhỉ? Bà là ai? Hoặc là cô là ai thế nhỉ? Đây là một cách hỏi rất lịch sự các bạn ha. Nín sư nả wei. Nín sư nả wei. Zhēn zuò qǐ lái. Zhēn zuò qǐ lái. Zhēn zuò qǐ lái. Trên dô chỉ lái. Trên dô tức là vui, hứng khởi, hào hứng. Trên dô chỉ lái. Vui lên đi, hào hứng lên nào. Trên dô chỉ lái. Quán đà khai xin. Quán là chơi. Khai xin, vui vẻ. Quán đà khai xin, chơi vui nha. Quán đà khai xin, chơi vui nha. Ủa mì lù là. Mì lù. Mì lù có nghĩa là lạc đường. Mì là lạc. Lù là con đường. Ủa mí lù là. Ủa mí lù là. Tôi lạc đường rồi. Ủa yế yàng. Ủa yế yàng. Ủa yế yàng. Ủa yế yàng. Tôi cũng vậy. Tôi cũng như thế. Ví dụ ai đó nói với bạn là tôi thích mùa đông thì đi ra ngoài để ngắm tuyết rơi. Và bạn đồng ý với ý kiến đó của người đấy thì bạn có thể trả lời Ủa yế yàng. Tớ cũng thế, tớ cũng thích được như thế. Kiên trì xa chữ. Kiên trì xa chữ. Kiên trì tức là kiên trì. Xa chữ là nữa. Kiên trì xa chữ tức là tiếp tục nhé. Hãy kiên trì thêm nữa. Kiên trì xa chữ. Kiên trì xa chữ. Răng wǒ xiǎng xiǎng. Răng wǒ xiǎng xiǎng. Răng wǒ xiǎng xiǎng. Răng wǒ xiǎng xiǎng. Để tôi nghĩ xem. Rang wǒ xiǎng xiǎng. Bǎo chí liān luò. Bǎo chí liān luò.
Bảo trì tức là giữ, duy trì. Liên lụa là liên lạc. Bảo trì liên lụa. Bảo trì liên lụa. Bảo trì liên lụa. Nhớ giữ liên lạc nha. Lúc tạm biệt chia tay chúng ta có thể nói câu này ha. Nǐ shì nǎ yī wèi? 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 Hoặc là nǐ shì nǎ wèi? Câu này chúng ta có thể gọi khi mà có ai đó gọi điện cho bạn, bạn không biết ai cả. Bạn có thể hỏi là ai đây nhỉ? Nǐ shì nǎ yī wèi? Nǐ shì nǎ wèi? Nǐ chū mài wǒ? Nǐ chū mài wǒ? Nǐ chū mài wǒ? Cậu bán đứng tôi đúng không? Nǐ chū mài wǒ? Cậu bán đứng tôi. Nǐ chū mài wǒ? Chū mài tức là bán đứng, phản bội. Yǒu nǐ quyết định. Yǒu nǐ quyết định. Quyết định tức là quyết định. Yǒu do. Yǒu nǐ quyết định do bạn quyết định. Cái câu này tạm dịch là tùy bạn, thế nào cũng được, do bạn quyết định, tớ theo bạn. Yǒu nǐ quyết định. Wǒ bú tài máng. 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 Tôi không bận lắm. Wǒ bú tài máng. Wǒ sǐ dìng là. Wǒ sǐ dìng là. Dìng tức là chắc chắn, sǐ là chết. Wǒ sǐ dìng là tớ chết chắc rồi. Ví dụ hôm nay bạn không ký được hợp đồng nào hết và sếp chắc chắn là sẽ rất là nổi giận với bạn. Và trong lúc chờ sếp tới thì bạn nói chuyện với đồng nghiệp, wǒ sǐ dìng là tớ chết chắc rồi. Wǒ sǐ dìng là. Nǐ yào qù nǎ er? Nǐ yào qù nǎ er? Nǎ er, chúng ta cong lưỡi lên ha. Nǎ er có nghĩa là ở đâu. Qù nǎ er là đi đâu. Nǐ yào qù nǎ er? Bạn muốn đi đâu? Nǐ yào qù nǎ er? Bạn thấy ai đó chuẩn bị đi đâu đấy, bạn có thể hỏi thăm như vậy ha. Nǐ yào qù nǎ er? Hoặc nǐ yào qù nǎ lǐ cũng được. Qiān wàn yào xiǎo xīn. Qiān wàn yào xiǎo xīn. Xiǎo xīn là cẩn thận. Qiān wàn là nhất định hoặc là hết sức. Qiān wàn yào xiǎo xīn. Qiān wàn yào xiǎo xīn. Qiān wàn yào xiǎo xīn ó. Nhất định phải cẩn thận đấy. Sai gao su ni da? Sai gao su ni da? Sai gao su ni da? Sai ai gao su bảo, bảo với. Sai gao su ni da? Ai nói với bạn thế? Sai gao su ni da? Zhe ge hao bu hao? Zhe ge hao bu hao? Zhe ge hao bu hao? Cái này có được không? Ví dụ bạn thắc mắc là một trong hai cái biết chọn thế nào, bạn có thể hỏi bạn của bạn. Chưa cả hảo bù hảo? Chưa cả hảo bù hảo? Cái này có được không? Cái này được chứ? Hảo jiǔ bù jiàn. Hảo jiǔ bù jiàn. Hảo jiǔ bù jiàn. Hảo jiǔ bù jiàn là lâu rồi không gặp nhỉ? Đã lâu rồi không gặp cậu. Hảo jiǔ bù jiàn là. Hảo jiǔ bù jiàn là. Wǒ huì liú yì de. Wǒ huì liú yì de. Liu yi tức là để ý, lưu ý. Wǒ huì liú yì de. Wǒ huì liú yì de. Tôi sẽ lưu ý. Tôi sẽ chú ý. Wǒ gāng gāng dào de. Wǒ gāng gāng dào de. Wǒ gāng gāng dào de. Gāng gāng tức là vừa mới, vừa. Wǒ gāng gāng dào de. Tôi vừa mới tới đấy. Wǒ gāng gāng dào de. Bù yào gào sǒ. Bù yào gào sǒ. Wǒ. 不要告诉我 đừng có nói với tôi hay là không cần nói với tôi. 不要告诉我我还没决定 tôi vẫn chưa quyết định. Ví dụ đồng nghiệp hỏi thăm là cậu đã quyết định là sẽ chuyển sang làm công việc gì mới chưa? Và bạn cũng chưa có quyết định gì hết, bạn sẽ trả lời là 我还没决定. 我还在犹豫. 我还在犹豫. 犹豫 có nghĩa là do dự. 我还在犹豫. 还在 là vẫn đang ha. 我还在犹豫. 我还在犹豫. Tôi vẫn đang do dự. Tôi vẫn chưa quyết định được. 你说的没错. 说的没错. 你说的没错.
你说的没错, cậu nói rất chuẩn, cậu nói rất đúng. 你太过分了,你太过分了,你太过分了,你太过分了. Anh thật quá đáng, anh quá đáng quá đấy. 他很有才华,他很有才华, tài hóa tức là tài năng. 他很有才华, cô ấy rất có tài năng. 他很有才华. 你明白了吗? 明白, hiểu, chúng ta đã học qua rồi ha. 你明白了吗? Bạn hiểu không? Bạn hiểu chưa? 你明白了吗? 一共多少钱? 一共多少钱? 一共 là tổng cộng, tất cả. 一共多少钱? Tổng cộng bao nhiêu tiền? 一共多少钱? 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 你结婚了吗? 你结婚了吗? 结婚 tức là kết hôn. 你结婚了吗? 你结婚了吗? Bạn kết hôn chưa? Bạn đã lập gia đình chưa? 你结婚了吗? 你几点上班? 你几点上班? 上班 có nghĩa là đi làm. 你几点上班? 你几点上班? Mấy giờ thì cậu đi làm? 你几点上班? 你几点下班? 下班 là tan làm, tan ca ha. 你几点下班? Mấy giờ thì cậu tan làm? 你几点下班? 你几点下班? 你做完了吗? 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 Bạn làm xong chưa? 你要待多久? 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 多久 là bao lâu? 待 tức là ở lại ha. 你要待多久? Bạn ở lại bao lâu? Bạn định ở lại bao lâu? 你要待多久? 我能进来吗? 我能进来吗? 进来 tức là đi vào. 我能进来吗? Tôi có thể đi vào được không? 能 có nghĩa là có thể ha. 我能进来吗? 我准备好了. 准备 chuẩn bị. 我准备好了. 我准备好了. Tôi chuẩn bị xong rồi, tôi sẵn sàng rồi. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. 我准备好了. 准备好了. 我是认真的. 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 Tôi nghiêm túc đấy. 我是认真的. 不关你的事. 不关你的事. Quan tức là có liên quan. 不关你的事. Không phải việc của cậu. Không phải việc của bạn. 不关你的事. Ví dụ, bạn và đồng nghiệp đang cãi nhau và một đồng nghiệp thứ ba cứ xen vào. Bạn mới nói là 不关你的事. Không phải việc của cậu nha. 大声点吧. 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 Nói to lên chút. 大声 tức là to tiếng ha. Điểm là một chút. 大声点吧, nói to lên một chút nha. 大声点吧. 我受不了了. 受不了 tức là chịu hết nổi, chịu không nổi nữa. 我受不了了. Tôi hết chịu nổi rồi, tôi không thể chịu được tiếp nữa. 我受不了了. 我受不了了. 你太自私了. 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 Cậu ích kỷ quá đi. Tự sư có nghĩa là ích kỷ ha. Nhì thay tự sư là. Tự do tự sâu bà. Tự do tự sâu là một thành ngữ. Tự làm tự chịu. Tự do tự sâu bà. Tự làm tự chịu đi. Tự làm thì tự gánh đi ha. Tự do tự sâu bà. Nhì tự trảo đó. Tự trảo tức là tự chúc lấy. Tự tìm lấy. Nhì tự trảo đó. Nhì tự trảo đó. Là bạn tự chuốc lấy thôi. Cái giỏ mơ xua nè. Cái giỏ mơ xua nè. Cái tức là nên. Giản mơ thế nào. Giỏ mơ xua nói như thế nào. Cái giỏ mơ xua nè. Nên nói như thế nào đi nhỉ. Cái giỏ mơ xua nè. Ví dụ, hôm nay bạn không hoàn thành công việc. Và bạn lỡ hôm qua là hứa với sếp là hôm nay sẽ hoàn thành rồi. Và sếp chuẩn bị đến để hỏi. Và bạn đang lo lắng nói với đồng nghiệp là cái giỏ mà xuống nó nói với sếp thế nào đây? Cái giỏ mà ban nó
Cái dần mỡ bàn nó. Bàn là làm xử lý ha. Cái dần mỡ bàn nó. Nên làm như thế nào đây? Làm thế nào bây giờ đây? Phải làm như thế nào bây giờ? Cái dần mỡ bàn nó. Cái dần mỡ bàn nó. 我们怎么去? 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 去 là đi. 我们怎么去? Chúng ta sẽ đi bằng cách nào đây? Đi bằng gì đây? 我们怎么去? Đi như thế nào? 我们怎么去? 苹果怎么卖? 苹果 là táo. 苹果怎么卖? 卖 là bán ha. 苹果怎么卖? Táo bán như thế nào? Hoặc là táo bao nhiêu tiền một con ha? Tùy cách dịch. 苹果怎么卖? 你怎么解释? 解释 tức là giải thích. 你怎么解释? Bạn giải thích thế nào? 你怎么解释? Bạn đang có một cái điều gì đó muốn giải thích với họ. Nhưng mà trước khi giải thích với họ, thường thì họ sẽ hỏi bạn là 你怎么解释? Bạn định giải thích với tôi như thế nào? Bạn định giải nói với tôi điều gì? Ha? 你怎么解释? 我被打劫了。打劫 tức là cướp. 被 là bị. 我被打劫了. Tôi bị cướp. Tôi đã bị cướp. 我被打劫了。水怎么不热? 水 nước. 怎么 sao lại? 热 nóng. 水怎么不热? Chúng ta biến âm 水 thành 水 ha. 水怎么不热? 水怎么不热呢? Nước sao lại không nóng nhỉ? 水怎么不热呢? 做你的事吧. 做你的事吧. Làm việc của bạn đi. Đừng có lo việc của tôi ha. 做你的事吧. 做你的事吧. Đừng có lo chuyện bao đồng. Chúng ta có thể dịch theo cách như vậy. 试试这个吧. 试 động từ thử. 试试 là hình thức lặp lại thôi ha. 这个 cái này. 试试这个吧. 试试这个吧. Thử cái này xem. 他喜欢看书. 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 喜欢 là thích làm việc gì đấy hoặc thích ai đấy. 看书 là đọc sách. 他喜欢看书. Cô ấy thích đọc sách. 这是你的错. 这是你的错. Đây là lỗi của bạn. 这是你的错. 这是你的错. 真浪费时间. 时间 thời gian. 浪费 lãng phí. 真浪费时间. Thật lãng phí thời gian. 真浪费时间. 你好点了吗? 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 Bạn thấy ổn hơn chưa? Bạn thấy khá hơn trong người chưa? Hỏi về sức khỏe các bạn ha. 你喜欢什么? 你喜欢什么? 喜欢 có nghĩa là thích. 你喜欢什么? Bạn thích gì? 这是什么药? 这是什么药? 药 có nghĩa là thuốc. 这是什么药? 这是什么药? Đây là thuốc gì? 关你什么事? 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 关 có nghĩa là liên quan. 关你什么事? Liên quan gì đến cậu chứ? Là mình nói về ý là người ta đừng có quan tâm đến chuyện của mình ha. 医生说什么? 医生说什么? 医生 là bác sĩ. 医生说什么? Bác sĩ nói gì? 晚上吃什么? 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 晚上 có nghĩa là buổi tối. 晚上吃什么? Buổi tối bạn ăn gì? 晚上吃什么? 你要买什么? 你要买什么? 买 có nghĩa là mua. 你要买什么? Bạn muốn mua gì? Bạn cần gì? 你在想什么? 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 Bạn đang nghĩ gì thế? 这是什么书? 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 Đây là sách gì vậy? 你是哪国人?
Nǐ shì nǎ guó rén? Nǐ shì nǎ guó rén? Guó ở đây có nghĩa là quốc gia ha. Nǎ là nào? Nǎ guó rén tức là người nước nào? Nǐ shì nǎ guó rén? Bạn là người nước nào? Nǐ shì nǎ guó rén? Wǒ shì yuè nán rén. Wǒ shì yuè nán rén. Yuè nán có nghĩa là Việt Nam. Yuè nán rén là người Việt Nam. Wǒ shì yuè nán rén. Wǒ shì yuè nán rén. Wǒ nǎ zhī dào? Wǒ nǎ zhī dào? Nǎ ở đây có nghĩa là nào, đâu. Zhī dào biết. Wǒ nǎ zhī dào? Tôi biết gì đâu, tôi có biết đâu. Wǒ nǎ zhī dào? Fàn diàn zài nǎ lǐ? Fàn diàn zài nǎ lǐ? Fàn diàn có nghĩa là quán cơm. Nǎ lǐ nó tương đương với nǎ, có nghĩa là ở đâu. Fàn diàn zài nǎ lǐ? Quán cơm ở đâu nhỉ? Wǒ yě zhěměi xiǎng. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Xiǎng ở đây có nghĩa là nghĩ ha. Zhěměi tức là như vậy. Wǒ yě zhěměi xiǎng. Wǒ yě zhěměi xiǎng. Wǒ yě zhěměi xiǎng. Thời gian quay đào là thời gian, thời gian quay sắp đào đến, quay đào là sắp đến rồi. Thời gian quay đào là sắp đến giờ rồi, sắp đến giờ rồi, hoặc là sắp hết giờ rồi ha. Thời gian quay đào là phải zô bù khở mà, không làm không được sao. Đây chúng ta có cấu trúc là phải sở mà sở mà bù khở là không làm cái gì đấy thì không được. Ở đây dùng động từ zô ở giữa ha. Fei zuo bu ke là không làm không được. Fei zuo bu ke mà, không làm không được à? Mei you ren zhi dao. 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 Không có ai biết cả, chẳng ai biết cả. Mei you ren zhi dao. Hai yao bie de ma? Còn cần gì nữa không? Hai yao bie de ma? Hãy yào bìa đà mà? Hãy yào bìa đà mà? Hãy yào bìa đà mà? Còn cần gì nữa không? Còn cần thêm gì không? Hãy yào bìa đà mà? Wǒ zài gǎn shí jiān. 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 Tôi đang vội lắm. Tôi đang vội. Jiàn zhí tài bàng là. Jiàn zhí tài bàng là. Giản trí có nghĩa là thật là. Giản trí thay bằng là. Bằng nghĩa là tuyệt. Giản trí thay bằng là. Thật giỏi quá đi. Nả y thiên đâu xỉng. 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 Ngày nào cũng được. Ngày nào cũng được hết nha. Nả y thiên đâu xỉng. Wǒ qín bú zì jīn. Wǒ qín bú zì jīn. Chính bú zì jīn tức là không kiềm chế được ha. Wǒ qín bú zì jīn tức là tôi không kiềm được. Wǒ huì bāng nǐ de. 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 Tôi sẽ giúp bạn. Wǒ huì bāng nǐ de. Mìn duì xiàn shí bà. Mìn duì đối diện. Xiàn shí thực tế sự thật. Mìn duì xiàn shí bà. Miền tuổi xiên sử bà. Đối diện với sự thật đi. Miền tuổi xiên sử bà. Wǒ hěn xǐ huān tā. 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 Tôi rất thích anh ấy. Wǒ hěn xǐ huān tā. Sì shí bú shì zhè yàng de. Sì shí thực tế sự thật. Bú shì zhè yàng de. Zhè yàng là như thế. Sự thật bù shì zhè yàng de. Sự thật không phải như vậy đâu. Sự thật bù shì zhè yàng de. Nǐ huái yǐ shénme? Nǐ huái yǐ nghi ngờ, hoài nghi. Nǐ huái yǐ shénme? Em nghi ngờ điều gì? Em hoài nghi điều gì? Nǐ huái yǐ shénme? Nǐ huái yǐ shénme? Nǐ zěnme bù zǎo shuō ne? Nǐ zěnme sao lại? Bù zǎo không sớm. Suo là nói, bù zǎo shuō không nói sớm. Nǐ zěnme bù zǎo shuō ne? Sao bạn không nói sớm? Nǐ zěnme bù zǎo shuō ne? Wǒ yào huàn gě gōngzuò. Wǒ yào huàn gě gōngzuò.
我要换个工作。我要换个工作。 Tôi muốn đổi công việc. 不对,再来一次. 对, đây có nghĩa là đúng. 不对, không đúng. 再来, lại làm việc gì đó tiếp theo. 再来一次, làm thêm một lần nữa. 次 ở đây có nghĩa là lần ha. 再来一次, làm lại lần nữa. 不对,再来一次. Chưa đúng, làm lại một lần nữa nha. 不对,再来一次. 那又怎么样呢? 那又怎么样呢? Vậy thì đã sao? 那又怎么样呢? 怎么样 là như thế nào? Làm sao ha? 那又怎么样呢? Vậy thì đã sao? 这件事太突然了, 我还没准备好. Việc này gấp quá, tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt. 是, đây có nghĩa là việc, sự việc ha. 见 làm lượng từ cho danh từ 是. 这件事 là việc này. Theo Diệu thì bạn nào muốn học về ngữ pháp chuẩn chỉnh thì các bạn nên đăng ký khóa học online 1-1. Các bạn sẽ hiểu cặn kẽ về tư duy ngoại ngữ hơn. Còn bây giờ học như thế này chúng ta chỉ học lỏm, học về giao tiếp thôi, thực sự chưa hiểu bản chất đâu. Vì mục đích của video này là giúp các bạn học giao tiếp thôi ha. 这件事 là việc này. 突然 tức là đột nhiên hoặc là gấp gáp, tự nhiên xảy ra ấy. 太突然了, gấp quá, đột nhiên quá, đột ngột quá. 这件事太突然了,我还没准备好. 准备 có nghĩa là chuẩn bị ha. 这件事太突然了,我还没准备好. 这件事太突然了,我还没准备好. 好好表现吧, làm cho tốt vào đấy nhé. 表现 ở đây có nghĩa là thể hiện. Hào hào biểu hiện ba, làm cho tốt vào đấy, hãy thể hiện tốt vào. Hào hào biểu hiện ba. Chiên ngoan bù yào chua sư liang chi. Nhất định đừng để vụt mất cơ hội tốt. Chiên ngoan là nhất định, không được ha. Bù yào đừng chua sư vụt mất, để lỡ liang chi tức là cơ hội tốt. Chi ở đây tức là cơ hội, liang là tốt ha. Liang chi, cơ hội tốt. 千万不要错失良机，千万不要错失良机。没什么大不了的，没什么大不了的，讲过几道大概，没什么大不了的，没什么大不了的。我还要等多久？我还要等多久？ Tôi còn phải đợi bao lâu nữa? 我还要等多久？ 我还要等多久？哪一个是你的？ 哪一个是你的？ 哪一个是你的？ Cái nào là của bạn? 哪一个是你的？ 哪一个是你的？ 什么人这样说的？ Người nào nói như vậy? Hoặc là ai nói như vậy? 什么人 tức là ai? 这样说 nói như vậy? 什么人这样说的？ 什么人这样说的？ 我不能帮助你, 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 帮助 đây là động từ giúp đỡ ha. 我不能帮助你, tôi không thể giúp anh. 你怎么知道这件事? 你怎么知道这件事? 见识, 你怎么知道这件事? Sao cậu biết được chuyện này? 你怎么知道这件事? 我会通知你的. 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 通知 là động từ thông báo ha. 会 sẽ. 我会通知你的. Tôi sẽ thông báo cho anh. 可以给我一分钟 好 吗? Có thể cho tôi một phút được không? Ở đây chúng ta có từ 给 là cho. 可以, có thể. 分钟 là phút. 可以给我一分钟, 好吗? 可以给我一分钟, 好吗? Có thể cho tôi một phút thời gian được không? 可以给我一分钟, 好吗? 他什么时候才回来? 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 他什么时候才回来?
Khi nào thì cô ấy sẽ trở về? Khi nào anh ấy sẽ quay về? 他什么时候才回来? 你什么时候有空? Chúng ta có từ 有空 có nghĩa là rảnh ha. 你什么时候有空? Và cụm từ 什么时候 chúng ta dịch là khi nào ha. 你什么时候有空? Khi nào thì bạn rảnh? Khi nào thì bạn có thời gian? 你认识他吗? 认识 ở đây có nghĩa là quen biết ai đó ha. 你认识他吗? Bạn có quen anh ấy không? Bạn có quen cô ấy không? 你认识他吗? 老板, 我这个月的租金能不能下个月一起付吗? 老板, 我这个月的租金能不能下个月一起付吗? Ông chủ, tiền trọ tháng này của tôi có thể nợ sang tháng sau mới gửi luôn 2 tháng được không ạ? Ở đây chúng ta có những từ sau cần phải lưu ý. Trừ cái yue, yue có nghĩa là tháng ha. Trừ cái yue là tháng này. Trừ cái yue là zu jin, tức là tiền thuê nhà tháng này. Y chỉ có nghĩa là cùng, phụ là trả tiền. Y chỉ phụ là trả cùng một lúc các bạn ha. Như vậy cả câu này có nghĩa là ông chủ, tiền trọ tháng này của tôi có thể nợ sang tháng sau và gửi cùng một lúc có được không? Lão bản, 我这个月的租金能不能下个月一起付吗? Lão bản, 我这个月的租金能不能下个月一起付吗? 今天是几月几号? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? 今天, hôm nay, 月 là tháng, 号 là ngày. 今天是几月几号? Câu này các bạn cũng có thể bỏ 是 đi được. 今天几月几号 cũng được ha. 今天几月几号? 你每天几点起床? 你每天几点起床? Các bạn biến âm tiền thành tiền ha. 你每天几点起床? 每天 là hàng ngày. 起床 là thức dậy. 你每天几点起床? Hàng ngày bạn thức dậy vào lúc mấy giờ? 你每天几点起床? 你为什么不同意? 你 为什么? Vì sao? 同意, đồng ý. 你为什么不同意? Tại sao bạn lại không đồng ý? Tại sao bạn lại không đồng tình? 你为什么不同意? 我能问你一个问题吗? 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 Vấn đề ở đây có nghĩa là câu hỏi các bạn ha. Wen là động từ hỏi. Wo neng wen ni yi ge wenti ma? Tôi có thể hỏi bạn một câu được không? Ni neng bang wo ge mang ma? Ni neng bang wo ge mang ma? Ni neng bang wo ge mang ma? Bạn có thể giúp tôi một việc được không? Ni neng bang wo ge mang ma? Hui guo hou ni xiang gan shen ma? Hui guo, về nước. Hậu, sau khi. Gan, làm. Hui guo hou, ni xiang gan shenme? Sau khi về nước, bạn muốn làm gì? Hui guo hou, ni xiang gan shenme? Ni na bu shufu ma? Ni na bu shufu ma? Ni na bu shufu ma? Bạn khó chịu ở đâu à? Bạn không được thoải mái ở đâu phải không? Ni na bu shufu ma? 你有对象了吗? Bạn có người yêu chưa? 对象 ở đây có nghĩa là người yêu. Cũng có thể hiểu là đối tượng để mình đang tìm hiểu họ. Các bạn ha. 你有对象了吗? 你有对象了吗? 你最喜欢吃什么菜? Bạn thích ăn món gì nhất? Chúng ta có từ 最 có nghĩa là nhất. 最喜欢 thích nhất. 菜 là món ăn. 什么菜 món ăn gì hay là món gì? 你最喜欢吃什么菜? Ở đây các bạn lưu ý những âm này chúng ta bật hơi. 吃菜, 吃菜, bật hơi ha. 你最喜欢吃什么菜? 你们为什么离婚呢? Tại sao các bạn lại ly hôn? 离婚, động từ ly hôn ha. 你们为什么离婚呢? 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 你们
为什么分手？分手 chia tay. 你们为什么分手? Tại sao các bạn lại chia tay? 你们为什么分手? 你们为什么分手? 你喜欢台湾菜吗? Bạn có thích món ăn Đài Loan không? 你喜欢台湾菜吗? 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 我非常感谢你 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 Tôi cảm ơn bạn rất nhiều 我非常感谢你 我非常感谢你 我真要累死了 Tôi thật sự là mệt chết đi được Hoặc là tôi mệt chết quá đi 我真要累死了 我真要累死了 Tôi mệt lắm rồi 我真要累死了。可以再便宜一点吗? Có thể rẻ thêm một chút được không? Ở đây chúng ta có từ 可以, có thể, 便宜, rẻ, 一, chúng ta đọc thành nhị ha. 便宜一点, một chút. 可以再便宜一点吗? Có thể rẻ thêm một chút không? 再 đây có nghĩa là thêm các bạn ha. 可以再便宜一点吗? 那儿离这儿 有多远? Chỗ đó cách đây có xa không? Có bao xa? Chúng ta ở đây có những từ ví dụ như 那 là ở xa. Ở chỗ xa thì chúng ta dịch là ở kia, chỗ đó, đằng kia. Còn 这 sẽ là chỗ mà gần xung quanh với mình. 这 ở đây, chỗ này. 多远 tức là bao xa. 远 xa. 那儿离这儿有多远? 那儿离这儿有多远? 你的梦想是什么? Ước mơ của bạn là gì? 梦想, ước mơ. 你的梦想是什么? 你的梦想是什么? Ước mơ của bạn là gì? 你的梦想是什么? 你会说台语吗? Bạn biết nói tiếng Đài không? 台语, tức là tiếng Đài các bạn ha. Tiếng Đài Loan. 你会说台语吗? 你会说台语吗? 这周末你干什么? Cuối tuần này bạn làm gì? 周末 có nghĩa là cuối tuần ha. 这周末你干什么? 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 我想买一些东西. Tôi muốn mua một ít đồ. 我想买一些 东西, 我想买一些东西, 一些 có nghĩa là một chút, một ít ha. 东西 là đồ đạc. 我想买一些东西, 我想买一些东西. 那个公司在哪儿? Công ty đó ở đâu? 公司, công ty, 哪儿, ở đâu? 那个公司在哪儿? 那个公司在哪儿? Công ty đó ở đâu vậy? 你在哪儿工作? Bạn làm việc ở đâu? 你在哪儿工作? 你在哪儿工作? 工作 có nghĩa là làm việc ha. 你在哪儿工作? Bạn làm việc ở đâu? 你在哪儿工作? 你找我有什么事吗? 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 Bạn tìm tôi có việc gì không? 你找我有什么事吗? 我的心情不好, tâm trạng của tôi không được tốt. 我的心情不好, 我的心情不好. 你有兄弟或姐妹吗? Bạn có anh em hoặc chị em không? 你有兄弟或姐妹吗? Ở đây chúng ta có từ 兄弟 có nghĩa là anh em. 姐妹 là chị em gái. 你有兄弟或姐妹吗? 你有兄弟或姐妹吗? 说话要注意点儿. Ăn nói cho cẩn thận nhé. 说话, ăn nói, nói chuyện. 要, cần, 注意, chú ý. 说话要注意点儿. 说话要注意点儿. 你以为你是谁? Cậu tưởng, cậu là ai? 你以为你是谁? 你以为你是谁?
Ý vậy cho rằng ha. Ní vậy nì sư sế. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu tưởng cậu là ai thế? Ní vậy nì sư sế. Ní nào zi jìn shuǐ là bà. Tức là cậu bị dập mạch à? Hay là cậu bị úng não à? Câu này một câu chúng ta dùng để cả khịa ha. Nào zi tức là não. Ní nào zi jìn shuǐ. Jìn là vào, shuǐ là nước. Ní nào zi jìn shuǐ là bà. Anh bị dập mạch à? Bia gân wo zhǎo jiè kǎo. Bia gân wo zhǎo jiè kǎo. Đừng có lý do lý cháu với tôi. Chúng ta có từ zhǎo jiè kǎo là tìm cớ, kiếm cớ. Bia gân wo zhǎo jiè kǎo. Bia gân wo zhǎo jiè kǎo. Ní yǒu xǐ fà rǔ ma? Bạn có dầu gội không? Xǐ fà rǔ là dầu gội đầu ha. Ní yǒu xǐ fà rǔ ma? Ní yǒu xǐ fà rǔ ma? Ní yǒu mài yú lù ma? Bạn có bán nước mắm không? Chúng ta có từ yú lù là nước mắm. Mài là bán. Ní yǒu mài yú lù ma? Ní yǒu mài yú lù ma? Ní zěme bù gěi wǒ dǎ diàn huà jiào lái la? Sao bạn không gọi cho tôi mà đến rồi? Ở đây chúng ta có từ dǎ diàn huà là gọi điện thoại ha. Dǎ diàn huà. Ní zěme bù gěi wǒ dǎ diàn huà jiào lái la? Ní zěme bù gěi wǒ dǎ diàn huà jiào lái la? Ní zěme bù gěi wǒ dǎ diàn huà jiào lái la? Wǒ gái zěme chú lǐ zhè jiàn shì? Tôi nên xử lý chuyện này sao đây? Chú lǐ có nghĩa là xử lý giải quyết. Wǒ gái zěme chú lǐ zhè jiàn shì? Wǒ gái zěme chú lǐ zhè jiàn shì? Wǒ gái zěme chú lǐ zhè jiàn shì? Ní zěme la? Cǒng lái měi kàn guò nǐ zhěme gào xìng. Bạn sao thế? Chưa bao giờ tôi thấy bạn vui thế này. Ní zěme la? Cǒng lái měi kàn guò nǐ zhěme gào xìng. Ní zěme la? Cǒng lái měi kàn guò nǐ zhěme gào xìng. Ní zěme la? Cǒng lái měi kàn guò nǐ zhěme gào xìng. Ở đây chúng ta có từ gào xìng có nghĩa là vui ha. Cǒng lái là từ trước tới giờ. Ní zěme la? Cǒng lái měi kàn guò nǐ zhěme gào xìng. Zǎn mèn zěme liān xì na? Chúng ta liên hệ bằng cách nào? Hay là chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng cách nào? Liān xì liên lạc. Ha, liên lạc bằng điện thoại hoặc là thư chúng ta gọi là liên xì. Zǎn mèn zěme liān xì na? Zǎn mèn zěme liān xì na? Zǎn mèn shěme shíhòu jiàn miàn? Zǎn mèn shěme shíhòu jiàn miàn? Chúng ta khi nào gặp nhau? Zǎn mèn tức là chúng ta một cách rất là thân thiết. Jiàn miàn là gặp. Zǎn mèn shěme shíhòu jiàn miàn? Nǐ zěme zǒu zhěme kuài ya? Sao cậu đi nhanh thế? Nǐ zěme zǒu zhěme kuài ya? Nǐ zěme zǒu zhěme kuài ya? Nǐ zěme zǒu zhěme kuài ya? Sao cậu đi nhanh thế? Nǐ zěme yǒu zài zhè er la? Sao cậu lại ở đây rồi? Nǐ zěme yǒu zài zhè er la? Ở đây chúng ta dùng yǒu bởi vì hành động đang xảy ra hoặc là đã xảy ra rồi ha. Cho nên chúng ta dùng yǒu. Hành động chưa xảy ra chúng ta sẽ dùng zài các bạn ha. Ní zěme yǒu zài zhè er la? Sao cậu lại đây nữa rồi? Ví dụ bạn không thích cái người này suốt ngày cứ ở chỗ nhà mình chẳng hạn. Và lúc bạn đi về nhà bạn thấy họ ở đây rồi. Sao bạn nói câu ní zěme yǒu zài zhè er la? Sao cậu lại đây nữa rồi? Bày tỏ thái độ không thích ha. Nǐ kàn zhè jiàn shì wǒ gái zěme bàn? Cậu xem chuyện này tớ nên làm như thế nào? Nǐ kàn zhè jiàn shì wǒ gái zěme bàn? Nǐ kàn zhè jiàn shì wǒ gái zěme bàn? Nǐ kàn zhè jiàn shì wǒ gái zěme bàn? Nǐ zěme yǒu wàng lǎ? Sao bạn lại quên rồi? Nǐ zěme yǒu wàng lǎ? Nǐ zěme yǒu wàng lǎ? Nǐ zěme yǒu wàng lǎ? Wàng đây có nghĩa là quên ha. Nǐ zěme yǒu wàng lǎ? Nǐ zěme bù chī à? Nǐ zěme bù chī à? Nǐ zěme bù chī à? Sao bạn lại không ăn? Chī là động từ ăn ha. Nǐ zěme bù chī à? Nǐ zěme bù chī à? Nǐ zěme jiè jiú zhè jiàn shì? Bạn định giải quyết việc này như thế nào? Nǐ zěme jiè jiú zhè jiàn shì?
Chúng ta có từ giải quyết có nghĩa là giải quyết ha. Giải quyết zhe jian shi, giải quyết việc này. Ni zen me jie jue zhe jian shi? Ni zen me jie jue zhe jian shi? Dao di zen me hui shi? Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Dao di, rốt cuộc. Dao di zen me hui shi? Chúng ta sẽ biến âm chỗ di thành tí. Dao di zen me hui shi? Dao di zen me hui shi? Dao di zen me hui shi? Zhe ge yue you yao chi tu la. Tháng này là phải gặp đất mà ăn rồi. Chúng ta có một từ lóng ở đây là chi tu. Chi thủ tức là hết tiền rồi và không còn gì để ăn nữa, chúng ta sẽ gọi là chi thủ. Chưa cái yue yêu yêu chi thủ là chưa cái yue yêu yêu chi thủ là ủ bú sư cố ý đó, tôi không cố ý đâu. Chúng ta có từ cố ý, cố ý. Ủ bú sư cố ý đó, ủ bú sư cố ý đó, ủ bú sư cố ý đó. Ủa yêu mấy chỗ, phím sở mà chủ động đào chạy. 我又没错, 凭什么要主动道歉? Tôi chẳng làm gì sai cả, mắc mớ gì tôi phải xin lỗi trước chứ. Ở đây chúng ta có từ 凭, tức là dựa vào, 主动 là chủ động, 道歉 là xin lỗi. 我又没错, 凭什么要主动道歉? Tôi chẳng làm gì sai cả, mắc mớ gì phải xin lỗi chứ. 我跟老公吵架, tôi cãi nhau với chồng. Chúng ta có từ chào chà là cãi nhau ha. Cãi nhau với ai chúng ta thường dùng từ cân để nối giữa hai người đấy. Ủa cân lão công chào chà. Ủa cân lão công chào chà. Tôi cãi nhau với chồng. Vì sao mà cô khai xin? Sao lại không vui vậy? Khai xin là vui vẻ ha. Vì sao mà cô khai xin? Nhi vì sao mà cô khai xin? Sao bạn lại không vui? Bù chứ tao ta dạy chàng sẵn mà. Không biết là cô ấy đang nghĩ gì. Ở đây chúng ta có từ dài đang làm việc gì đấy ha. Chúng ta dùng dài trước động từ. Xiảng đây là nghĩ. Bù chứ tạo ta dài xiảng sẵn mạ. Bù chứ tạo ta dài xiảng sẵn mạ. Bù chứ tạo ta dài xiảng sẵn mạ. Nì zǎn mà hái zài shuì jiào? Nì zǎn mà hái zài shuì jiào? Sao bạn vẫn còn ngủ thế? Nì zǎn mà hái zài shuì jiào? Ví dụ, 9 giờ rồi mình gọi cho bạn và bạn vẫn bảo là tao đang ngủ. Mình sẽ nói là 你怎么还在睡觉? 你学汉语多久啦? Bạn học tiếng Trung được bao lâu rồi? 你学汉语多久啦? 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 汉语 có nghĩa là tiếng Trung ha. 多久? Bao lâu? 你学汉语多久啦? 你怎么打人呢? Sao cậu lại đánh người? Chúng ta có từ tả rắn tức là đánh, đánh nhau hay là đánh người. Ní giờ mà tả rắn á? Ní giờ mà tả rắn á? 我的航班延误了. Chuyến bay của tôi bị hoãn rồi. Ở đây chúng ta có từ hãng ban, chuyến bay. 延误, hoãn, trì hoãn. Delay. 我的航班延误了. 我的航班延误了. Chuyến bay của tôi bị trì hoãn rồi. 我的行李 tiêu sư là hành lý của tôi bị thất lạc rồi. Xính lý, hành lý, tiêu sư, thất lạc. 我的行李丢失了. 我的行李丢失了. 我厌倦了时区差异. Tôi mệt mỏi do chênh lệch múi giờ. 厌倦 có nghĩa là mệt mỏi, chán nản. 时区 múi giờ, 差异 là chênh lệch. 我厌倦了时区差异. 我厌倦了时区差异. 那时天气很糟. 那时天气很糟. Lúc đó thời tiết rất xấu. 天气 thời tiết. 糟 xấu tệ. 那时天气很糟. 那时天气很糟. 那个地方只是在骗游客. Nơi đó chỉ để lừa khách du lịch thôi. 那个地方 chỉ là tại phiền yếu khờ. Nà gà tì phản chỉ là tại phiền yếu khờ. Chúng ta có từ yếu khờ có nghĩa là khách du lịch. Phiền là lừa. Chỉ là chỉ là hoặc là chỉ để. Nà gà tì phản chỉ là tại phiền yếu khờ. Cái nơi đó chỉ để lừa khách du lịch thôi. 我只是想回家. Tôi chỉ muốn về nhà.
我只是想回家。今天星期一，你怎么不去上班？ Hôm nay là thứ hai, sao bạn lại không đi làm? 今天星期一，你怎么不去上班？ 今天星期一，你怎么不去上班？ Chúng ta từ xin chi y là thứ hai ha, sang ban đi làm. Jin tian xin chi y, ni zan ma bu qu shang ban. Jin tian xin chi y, ni zan ma bu qu shang ban. Zhe xie ren zan ma zhe ma chao? Những người này sao lại ồn ào ấy nhỉ? Zhe xie ren là những người này hoặc là những người đó. Zan ma sao lại chao ồn ào? 这些人怎么这么吵? 昨天怎么那么冷? Sao hôm qua lạnh thế nhỉ? Ở đây chúng ta có từ lỏng, lạnh. 昨天, hôm qua. 昨天怎么那么冷? 昨天怎么那么冷? 你说的话真好听. Cậu nói nghe hay thật đấy. 好听 có nghĩa là hay. 你说的话真好听. 你说的话真好听。这脸我不要了。这脸我不要了。Liêm xỉ gì tầm này nữa? Ở đây chúng ta có từ liền có nghĩa là mặt ha. 不要 tức là không cần. 不要 là không cần nữa. 这脸我不要了。这脸我不要了。Liêm xỉ gì tầm này nữa? 该起床挣钱啦。该起床挣钱啦。 Phải dậy đi kiếm tiền thôi. Chúng ta có từ chỉ choáng là thức dậy. Trần chén, kiếm tiền. Cái chỉ choáng trần chén là phải thức dậy đi kiếm tiền thôi. Cái chỉ choáng trần chén là Hẳn cao xinh rên sử nỉ. Hẳn cao xinh rên sử nỉ. Hẳn cao xinh rên sử nỉ. Rất vui được gặp bạn. Cao xinh vui rên sử quen biết ai đó ha. 很高兴认识你。很高兴认识你。你已经做到了, bạn đã làm được rồi. Chúng ta có từ 已经, có nghĩa là đã. Trong câu có 已经 thường sẽ có lơ ở cuối câu ha. 已经 什么 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 lơ. 你已经做到了, bạn đã làm được rồi. 你已经做到了。这不是我的事, đây không phải là việc của tôi. 这不是我的事。 这不是我的事, đây không phải là việc của tôi. 这不是我的事, 我只是在开玩笑的, tôi chỉ đang đùa thôi. 只是 có nghĩa là chỉ là, 开玩笑, đùa, chơi đùa. 我只是在开玩笑的, 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 tôi chỉ đang đùa thôi. 我需要你的建议, tôi cần lời khuyên của bạn. 需要 là cần. 需要, 需要. 建议, 建议 có nghĩa là lời khuyên, đề nghị, kiến nghị. 我需要你的建议. 我需要你的建议. 你家的地址是什么? 你记, 我要告, là gì? 地址, 地址 có nghĩa là địa chỉ. 家 là nhà. 你家的地址是什么? 你家的地址是什么? 你的爱好是什么? 所 thích của bạn là gì? 爱好, 爱好, 所 thích. 你的爱好是什么? 你的爱好是什么? 你做什么工作? Bạn làm nghề gì? 工作, danh từ có nghĩa là công việc, nghề nghiệp. 你做什么工作? 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 Chuyên ngành của bạn là gì? 你的专业是什么? 专业, 专业, chuyên ngành, 专业. 你的专业是什么? Chuyên ngành của bạn là gì? 你在什么领域工作? Cậu làm trong lĩnh vực gì? 领域, lĩnh vực ha, 领域. 你在什么领域工作? 你在什么领域工作? 你喜欢吃什么水果?
Bạn thích ăn hoa quả gì? 你喜欢吃什么水果? 水果, hoa quả, trái cây. 你喜欢吃什么水果? 你喜欢吃什么水果? 你的邮件是什么? Email của bạn là gì? 邮件, email. 你的邮件是什么? 你的邮件是什么? 这是什么动物? Đây là động vật gì? Đây là loài động vật nào? 动物, động vật. 这是什么动物? 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 那, 这是什么肉? Vậy đây là thịt gì? 那, 这是什么肉? 那 có nghĩa là vậy, vậy thì. 肉 là thịt. 那, 这是什么肉? 那, 这是什么肉? 你想吃点什么? Bạn muốn ăn gì không? 你想吃点什么? 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 手提箱里有什么? 张瓦里有什么? 手提 là sách tay, 箱 là cái vali, 箱里 bên trong, 里 có nghĩa là bên trong ha. 手提箱里 bên trong cái vali sách tay. 手提箱里有什么? Bên trong vali có gì? 手提箱里有什么? 你对薪水有什么要求? Bạn có yêu cầu gì về tiền lương không? 薪水 lương. 对 có nghĩa là đối với. 对薪水 tức là đối với lương. 有什么? Có. 要求 要求 tức là yêu cầu. Có yêu cầu gì không? 你对薪水有什么要求吗? Hay là 你对薪水有什么要求? Câu này chúng ta sẽ thường được nghe khi đi phỏng vấn. 你的优点是什么? Ưu điểm của bạn là gì? 优点 优点 你的优点是什么? 你来这里干什么呢? Cậu đến đây làm gì? 你来这里干什么呢? 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 现在是什么时候? 你们不知道吗? Bây giờ là lúc nào rồi mà các cậu không biết sao? 现在是什么时候? 你们不知道吗? 现在是什么时候? 你们不知道吗? 你叫什么名字? Bạn tên là gì? 名字 名字 có nghĩa là tên. Người Đài Loan thì thường đọc ở thanh 4. 名字 你叫什么名字? 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 什么时候回来? Khi nào bạn quay lại? Khi nào bạn trở lại? 什么时候回来? 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 发生了什么事情? Đã xảy ra chuyện gì vậy? 发生 xảy ra. 发生了 什么事情? 事情 là việc, sự việc, chuyện. 发生了什么事情? 发生了什么事情? 你在搞什么鬼? Bạn đang làm cái trò gì thế? 你在搞什么鬼? Cáo quẩy là một từ có nghĩa là dở trò ha. Cáo quẩy biến âm. 你在搞什么鬼? 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 你在搞什么鬼啊? 这话什么意思? Bạn nói vậy là có ý gì? 这话什么意思? 意思 là ý. 这话什么意思? Hoặc là 这话是什么意思? 这话什么意思? 你刚才说什么? Vừa nãy bạn nói gì nhỉ? 你刚才 vừa mới 说 nói 你刚才说什么? 你刚才说什么? 刚才说什么? 你着急什么? Còn sớm, cậu vội cái gì? 还早, 你着急, 着急 là vội, hấp tấp. 你着急什么? 还早, 你着急什么? 还早呢, 你着急什么? 这条裙子还有其他的号码吗? Chiếc váy này còn có cỡ khác không? 这条裙子 裙子 là váy.
Théo là lượng từ cho váy ha. Chí tha là khác, những cái khác, những người khác. Hào mã là mã, mã số. Zhe tiao qun zi hai you qi ta hao ma ma? Zhe tiao qun zi hai you qi ta hao ma ma? Zhe jian chen shan hai you qi ta yan se ma? Zhe lao se mi ne, còn có màu khác không? Zhe jian chen shan hai you qi ta yan se ma? Chen shan là se mi các bạn ha. Yan se là màu sắc. Zhe jian chen shan hai you qi ta yan se ma? Và lượng từ của chen shan là jian. Zhe jian chen shan hai you qi ta yan se ma? Wo mai gou la, xie xie. Tôi mua đủ rồi, cảm ơn nhé. Wo mai gou la, xie xie. Wo mai gou la, xie xie. Wo mai gou la, xie xie. Gou có nghĩa là đủ. Ni hai xiang mai dian shenme ma? Bạn còn muốn mua thêm gì không? Nǐ hái xiǎng máy điǎn shénme ma? 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 Tổng cộng是 tổng cộng hết bao nhiêu đấy? Tổng cộng là. Ví dụ tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Nǐ fù xiān jīn hái shì shuā kǎ? Bạn muốn trả tiền mặt hay là bằng thẻ? Nǐ fù xiān jīn hái shì shuā kǎ? Fù xiān jīn tức là trả tiền mặt ha. Shuā kǎ là quẹt thẻ. Chúng ta đã nghe ở bài trước rồi. Nǐ fù xiān jīn hái shì shuā kǎ? Nǐ fù xiān jīn hái shì shuā kǎ? 我要这条裙子 Tôi sẽ lấy chiếc váy này. Khi muốn mua gì chúng ta dùng từ 要 ha. Và lượng từ cho 裙子 là 条. 我要这条裙子. 我付现金 Tôi sẽ trả bằng tiền mặt. 我付现金 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 Zhe shi nín de ling qian, qing na hao. Đây là tiền thừa của ông, xin hãy cầm lấy. Zhe shi nín de ling qian, qing na hao. Na ở đây có nghĩa là cầm ha. Ling qian tức là tiền lẻ, tiền thừa. Zhe shi nín de ling qian, qing na hao. Zhe shi nín de ling qian, qing na hao. Zhe li jie shou shua ka bu? Ở đây có chấp nhận quẹt thẻ không? Zhe li jie shou, jie shou là chấp nhận ha. Shua kha quẹt thẻ. Bu ở đây có nghĩa là không ha. Zhe li jie shou shua kha bu? Zhe li jie shou shua kha bu? Ke yi gei wo kai yi zhang dan ju ma? Tôi có thể lấy hóa đơn không? Ke yi gei wo kai yi zhang dan ju ma? Hóa đơn là tan trị và lượng từ của nó là trăng ha. Khai tan trị là lượng từ lấy hóa đơn, kê hóa đơn. Khai gái của khai y trang tan trị mà. Khai gái của khai y trang tan trị mà. Ủa khai bà chơ gà chán phỉn thuê đeo mà. Tôi có thể trả lại món hàng này không? Ủa khai bà chơ gà chán phỉn thuê đeo mà. Sản phẩm là sản phẩm, hàng hóa. Thuê có nghĩa là trả lại ha. 我可以把这个产品退掉吗? Đeo ở đây là bộ ngữ kết quả của động từ thuê. 我可以把这个产品退掉吗? 我可以把这个产品退掉吗? 这儿有电话卡卖吗? Ở đây có bán thẻ điện thoại không? 电话卡, thẻ điện thoại. Mai là bán. Zhe you dianhua ka mai ma? Zhe you dianhua ka mai ma? Ni shenme chu sheng de? Bạn sinh vào năm nào? Ni shenme shihou chu sheng? Chu sheng tức là sinh ra ha. Ni shenme shihou chu sheng de? Ni shenme shihou chu sheng de? Na jian fang shi ni de? Phòng nào là của bạn? Na jian fang 是你的, 哪间房是你的?
哪间房是你的？刚才你去哪里？刚才你去哪里？我哪一版你到的？刚才你去哪里？刚才你去哪里？你老家在哪里？quê của cậu ở đâu? 老家 là quê các bạn ha. 你老家在哪里? 你老家在哪里? 你爸爸在哪里工作? 我爸làm việc ở đâu? 你爸爸在哪里工作? 你爸爸在哪里工作? 有什么新鲜事吗? có gì mới không? hay có gì hot không? 新鲜 có nghĩa là mới, tươi mới. 新鲜事 là chuyện hot hay là có việc gì mới ha. 有什么新鲜事吗? 有什么新鲜事吗? 时间就是金钱, thời gian là tiền bạc. 时间就是金钱, 金钱là tiền bạc. 时间就是金钱。先生, 对不起, 先生, 对不起, 先生先生, chúng ta thường dịch là ông, ngài, tiên sinh, ha. 先生, 对不起, 先生, 对不起, 这是他的本行, 这是他的本行, đây là nghề của cô ấy mà, nghề của nàng mà, 这是他的本行. Khi chúng ta khen ai đó làm rất tốt, mà cô ấy đang làm tốt công việc mà cô ấy hay làm hàng ngày, thì chúng ta có thể khen theo cách này. 这是他的本行。你欠我一片情, bạn nợ tôi một tấm chân tình đấy. Ví dụ khi giúp đỡ ai đó mà chúng ta muốn trêu đùa họ là bạn đã nợ tôi, chúng ta có thể nói theo cách này. 你欠我一片情, chính ở đây có nghĩa là tình, và lượng từ cho nó là 片, 一片情 là một tấm chân tình ha. 欠 là nợ, 你欠我一片情。你跟我一起去吗? Bạn có đi cùng tôi không? 你跟我一起去吗? 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 跟我一起去吗? 没见过你这种人, chưa từng gặp ai mà như bạn. 没见过你这种人, mấy chuyện của nỉ trở trộm rến. Đây là một câu không được lịch sự lắm bạn ha. Chưa gặp ai như mày, hay là tôi chưa từng gặp ai mà như cậu hết. Mấy chuyện của nỉ trở trộm rến. Chưa thay tá rau nỉ là, như thế thì làm phiền bạn rồi. Chưa thay tá rau nỉ là, chưa thay tá rau nỉ là. 我觉得很好听, tôi cảm thấy rất hay. 我觉得很好听，我觉得很好听，我觉得很好听，觉得 tức là cảm thấy, cảm giác, 好听 là hay, nghe hay ha, 我觉得很好听。都怪我，我会好好整理。đều do tôi sẽ sửa lại. 都怪我，我会好好整理。怪 có nghĩa là trách móc ai đó ha.整理 tức là sửa, chỉnh sửa. 都怪我, 我会好好整理. 这个工作压力太大了. Công việc này áp lực quá. 这个工作压力太大了. Ở đây chúng ta có từ mới, 压力, áp lực ha. 工作压力, áp lực công việc. 这个工作压力太大了. 养老院还需要招人吗? Viện dưỡng lão còn tuyển người không nhỉ?养老院, 养老 tức là dưỡng già, 养老院 là viện dưỡng lão, 需要 là cần, 招人tuyển người, 养老院还需要招人吗? 养老院还需要招人吗? 老人要细心的照顾, người già cần được chăm sóc tận tâm, 老人要细心的照顾,老人 tức là người già, 细心 là tận tâm, tận tụy, 照顾 là chăm sóc. 老人要细心的照顾. 明天我要去诊所, 我要请一天假. Ngày mai tôi phải đi khám, tôi muốn xin nghỉ một ngày. 明天我要
chỉ trấn sổ. Ở đây chúng ta có từ trấn sổ, tức là đi khám ha. Trấn sổ là phòng khám. Chỉ trấn sổ tức là đi khám. Chỉnh giả là động từ nghỉ phép, xin phép nghỉ. Và giữa chúng ta có thể điền số ngày vào đấy. Chỉnh y thiên giả tức là xin nghỉ phép một ngày. Mí nêu ở yào chỉ trấn sổ, ở yào chỉnh y thiên giả. Chính quân, tại nín trợ, yếu xí yào trào yuán cung mơ? Xin hỏi, ở chỗ ông có đang cần tuyển nhân viên đúng không ạ? Chính quân, tại nín trợ, yếu xí yào trào yuán cung mơ? Chính quân, tại nín trợ, yếu xí yào trào yuán cung mơ? Ở đây chúng ta có từ nín trợ, tức là chỗ ông ha. Xí yào là cần, trào yuán cung là tìm nhân viên. Xin hỏi, tại nín trợ, xí yào trào yuán cung mơ? Xin hỏi, nín gia, tại trao bảo mù mà? Xin hỏi, nhà bác đang tuyển bảo mẫu đúng không ạ? Xin hỏi, nín gia, tại trào bảo mù mà? Xin hỏi, nín gia, tại trào bảo mù mà? Ý vị lào phóng yêu, chia sao kế ủa, trợ phần công dụ. Ý vị lào phóng yêu, chia sao kế ủa, trợ phần công dụ. Một người bạn đã giới thiệu công việc này cho tôi. Phóng yọ có nghĩa là bạn. Và lượng từ của nó là wei ha. Ý wei phóng yọ. Chia sao là giới thiệu. Chia sao kế ủa là giới thiệu cho tôi. Trở phần cung dụ. Lượng từ ra cung dụ là phần ha. Ý wei phóng yọ. Chia sao kế ủa trở phần cung dụ. Wo lei la. Xiang hui jia la. Tôi mệt rồi. Tôi muốn về nhà. Wo lei la. Xiang. Hồi gia là, tôi lây là, sẵn hồi gia là. Tôi lây là, sẵn hồi gia là. Tôi sẵn, tôi ba ma là. Tôi nhớ ba mẹ rồi, tôi nhớ bố mẹ rồi. Tôi sẵn, tôi ba ma là. Tôi sẵn, tôi ba ma là. Tôi sẵn, tôi ba ma là. Qua niên sử, Thái Quân hồi siêu chỉ thiên gia nà. Tết ở Đài Loan được nghỉ mấy ngày vậy? Qua niên sử. Qua niên tức là nghỉ ngày Tết các bạn ha. Qua niên sứ tức là vào dịp Tết. Thái Quan, Đài Quan huệ sẽ siêu chỉ thiên giả. Nghỉ mấy ngày. Chúng ta có từ siêu giả có nghĩa là nghỉ lễ ha. Qua niên sứ Thái Quan huệ siêu chỉ thiên giả nà. Vào ngày lễ ngày Tết thì ở Đài Loan được nghỉ mấy ngày. Rú của bố phạm giả công tư giảm mấy dạng. Nếu không nghỉ lễ thì tiền lương như thế nào nhỉ? Rú của nếu phạm giả nghỉ lễ, công tư lương giảm mấy dạng như thế nào? Rú của bố phạm giả công tư giảm mấy dạng? Rú của bố phạm giả công tư giảm mấy dạng? Rú của trông mô bố xiêu xỉ, xin xoay rú hờ nà? Nếu cuối tuần không nghỉ thì tiền lương như thế nào? Rú của trông mô bố xiêu xỉ, xin xoay rú hờ nà? Ở đây chúng ta có một số từ mới. Rú của nếu trong mùa cuối tuần siêu xỉ nghỉ ngơi. Xin xuẩy lương rú hớ như thế nào? Nghĩa nó tương đương với giả mấy dạng ha. Rú của trong mùa bù siêu xỉ xin xuẩy rú hớ nà? Rú của trong mùa bù siêu xỉ xin xuẩy rú hớ nà? Ở yào giả mấy dụ chái tuệ. Tôi phải làm như thế nào thì mới được nhỉ? Ở yào giả mấy 做才对，我要怎么做才对？我要怎么做才对？我跟这个公司签的合同要到期了，hợp đồng của tớ với công ty này sắp đến hạn rồi. Ở đây chúng ta có một số từ mới ha. Công ty là công ty, chiên là ký, hợp đồng là hợp đồng, tao chi là đến hạn, hết hạn. 我跟这个公司签的合同要到期了。我跟这个公司签的合同要到期了。明年我可以回国了。 Năm sau tôi có thể về nước được rồi. 明年我可以回国了。明年 tức là sang năm. 可以 có thể. 明年我可以回国了。回国 là trở về nước các bạn ha. 明年我可以回国了。明年我可以回国了。明年我再跟别的公司签合同。
sang năm tớ lại ký hợp đồng với công ty khác. 明年我再跟别的公司签合同. Chiên khở thổng tức là ký hợp đồng ha. Mình nếu mà dạy cân bía ta cũng sẽ chiên khở thổng. Mình nếu ní tả sàn dạy ná lì công dô. Năm sau cậu tính làm việc ở đâu? Mình nếu ní tả sàn dạy ná lì công dô. Tả sàn có nghĩa là dự định hay là định. Mình nếu ní tả sàn dạy ná lì công dô. Mình nếu ní giả mà bạn sang năm cậu định thế nào? Mình nếu ní giả mà bạn. Mình nếu ní giả mà bạn. Mình nếu ní giả mà bạn. Ủa tờ chiên trọng tạo chi là. Visa của tớ sắp hết hạn rồi. Ủa tờ chiên trọng tạo chi là. Chiên trọng tức là visa ha. Tạo chi hết hạn. Ủa tờ chiên trọng tạo chi là. Ủa tờ chiên trọng tạo chi là. Chính quân, Việt Nam đa sứ quản dạy ná lý. Đại sứ quán Việt Nam ở đâu nhỉ? Chính quân, Việt Nam đa sứ quản dạy ná lý. Chính quân là xin hỏi. Việt Nam, Việt Nam, đa sứ quản, đại sứ quán. Chính quân, Việt Nam đa sứ quản dạy ná lý. Chính quân, Việt Nam đa sứ quản dạy ná lý. Chính quân, ủa dẫm mà bàn chiên trọng yến chi. Xin hỏi. Tôi làm gia hạn visa như thế nào nhỉ? Xin hỏi, 我怎么办签证延期? Yán chi có nghĩa là gia hạn ha, gia hạn thời gian. 签证延期 tức là gia hạn visa. Xin hỏi, 我怎么办签证延期? 文件要哪些? Tôi phải có những giấy tờ gì? 文件, 文件 tức là tài liệu ha. 哪些, những cái nào? 文件要哪些? Tức là tài liệu gồm những gì? Giấy tờ gồm những gì ha? 文件要哪些? 我护照丢了怎么办? Hộ chiếu của tôi mất rồi, làm thế nào đây? 我护照丢了怎么办? 护照 là hộ chiếu, 丢 mất. 我护照丢了怎么办? 我护照丢了怎么办? 我被抢了钱包. Tôi bị giật túi, tất cả giấy tờ tùy thân đều mất rồi. 我被抢了钱包，所有个人文件都丢了。被抢 tức là chúng ta nghĩa dịch nghĩa là bị cướp các bạn ha. 钱包 là túi ví, ví tiền của mình. 所有 tất cả, 个人 là cá nhân, 文件 là tài liệu, giấy tờ. 丢 là mất. 我被抢了钱包, 所有个人文件都丢了.